không, cái này đẹp á, thiệt đúng á, chọn cái này là chính xác luôn. Chia sẻ bài giùm em đi. À, cái này giống cái chị đó chọn nè. Mà cái này không có nó. Không được hả? Như là chia sẻ nít em nhiều lần đấy nha. Chia sẻ nít thôi, đừng chia sẻ lại mọi người ơi. Lại mấy chị ơi. Lại nha mọi người nha. Trời ơi, đang tự nhiên đang vậy tự nhiên nó chia sẻ nhóm nhiều quá. Đừng có chia sẻ nick của em nha. Kỳ ghê, nick chính đó là không bao giờ. Mọi người chia sẻ livestream giùm em lại đi nha mọi người ha. Hai mười bạn thôi nha. Hello Hà My này. Chia sẻ livestream giùm chị lại nha Hà My nha. Cái áo của Bà Tiên ơi, Bà Tiên đâu, áo Bà Tiên đâu kìa. Có nón rồi Tiên, lấy hàng ra ha. Áo mà, có nón mà. Hello chị. Xem màu xanh, ờ đợi xí này Tiên này. Rồi hello Mỹ Dung nha. Chia sẻ bài lại giùm em với mọi người. Vô lại nhá. Vô lại nhá, cái màu xanh này này mà có nón. Đợi Thảo kiếm hàng. Hello chị Ngọc Cun Cun nha. Rồi, mình như bình thường nha mọi người nha. Chia sẻ. Hello Kim. Hello. Rồi thì chắc khoảng là 2 tuần nữa nhỉ. Thì chắc là 2 tuần nữa, gần 2 tuần rồi. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha mọi người nhá. Cái này có phải anh ta? Ủa Bà Tiên, cái này hả Bà Tiên? Rồi, một cái là giá là 130 nha. Áo thì mọi người yên tâm đi. Nhà đẹp nha. Phải nhà đâu. Cái dán tường á, phải nhà đâu người đẹp. Có khóa kẻ tiền à, có nha, chị nha Ruby Nguyễn nhá. Cái này phải cái này không Bà Tiên ơi? Cái này không? Phải cái màu này không? Bây giờ em cũng biết nè. Hello chị Hà Phương. Hello. À bây giờ mọi người chia sẻ bài lại giùm em nha. Chị nào mà không mua áo á, thì mọi người cùng chia sẻ bài lại giùm em nha. Còn những chị nào mà mua áo thì bây giờ này áo màu đỏ viền tay á, có nhiều lắm. Nhà nguyên nhà mà đợi em xí nha. Hello chị Hà Trương. Hồi này bị mất mất cái gì đó ta. Gì nhỉ? Áo khoác đẹp. Rồi đây áo khoác màu xanh chạy viền nè. Áo khoác màu xanh chạy viền nha. Rồi 130 này. Áo hai lớp nha mấy chị nha, em không nói xạo đâu, chất này thì yên tâm nha. Cái gì thay đổi chứ còn chất nhà em thì không thay đổi nha mọi người nha. À, chị nào mà không chia sẻ livestream á, hello Phạm Tuấn. Hello. Chị nào mà không chia sẻ livestream, à quên lộn, chị nào mà không mua hàng nha thì mọi người chia sẻ livestream giùm em ha. Tại vì bây giờ em đang live trên nick này á cho nên là nhiều ít người biết lắm. Hết rồi, khỏe rồi. Nhưng mà bánh ế là bệnh lại nha. Bánh ế là bị bệnh lại đi này. Ê Bà Tiên này, Bà Tiên này, đây này. Ờ không, tối nay em có thun người đẹp. Chưa có thun. Chưa kiếm đâu thun, tối nay áo khoác thôi. Rồi, khỏe rồi nha Diệu Nguyễn. Diệu Nguyễn mai Thảo gửi hàng Diệu Nguyễn nha. Chứ giờ mấy ngày nay Thảo bệnh tè le việc cho nên. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Ờ em ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn nha. Cái này không phải là nhà em đâu, cái này là cái bức tường dán á, cực kỳ rất là đẹp luôn. Rồi ok chị Dung Yến nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì comment giùm em là mã số 1 nha. Mã số 1 nha. Rồi bây giờ em nói nè, chị nào mà không mua hàng á thì mọi người cùng chia sẻ bài, dù sao cũng quen biết nhờ. Bây giờ mà để em like tích này mà không có ai coi là buồn nè. Xong chia sẻ livestream á thì mọi người ơi, nếu không chia sẻ livestream là giá là 130 nha. Còn nếu chia sẻ livestream thì giá là 120 nha mọi người. Như chị nào mà mua được 2 cái, ủng hộ cái ngày đầu tiên 2 cái thì giá của nó là 101 nha. Hà áo 2 lớp nha mọi người nha. À đây, có đằng sau lớp 23, cái này là trơn nha. Cái này đằng sau là trơn nha. Áo này là áo con nón nha mọi người nha. Đây, áo này là áo con nón nha. Giá của nó là nếu là chia sẻ livestream thì giá của nó chỉ có 120 thôi. Chất thì yên tâm nha mọi người nha. Chất thì yên tâm nha. Đó, cái này là áo màu xanh, này là chạy viên. Ơi, cái này đẹp lắm bạn. Này đẹp lắm luôn á. Rồi, hàng theo nha. Hello. Hello BH Tư Nhi này. Rồi, lấy cái này thì comment giùm em là mã số 1. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Chứ giờ mới bán lần đầu tiên bên cái nick này, không biết có ai biết không nha. Rồi chia sẻ livestream giá 120, còn nếu mà mua 2 cái thì giá là 101. Chị nào không chia sẻ livestream giá là 130 nha. Khỏe rồi mới lên nè, chứ còn yếu là còn mua nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ nhiệt tình mới khỏe lại nha mọi người nhé. Tự nhiên hồi nãy đang có lượt người coi quá trời luôn, tự nhiên đùng phát cái nick nó bị văng ra đó. Rồi chị nào lấy áo này, Tiên lấy cái này không? Chứ Tiên lấy cái này không nè. Lấy cái này thì giá là 101 nữa nha. Tiên mua 2 cái hồi nãy là 1 cái rồi, bây giờ 1 cái nữa là 101 nha. Nha chị Tiên ha. Rồi chị đẹp nào lấy cái này thì comment giùm em nha. Còn màu đó một kiểu khác không hả? Màu đó kiểu khác không? Có luôn. Có luôn bà ơi. Có lại không có nón luôn nha.
có màu gì nữa không chị? Có nha Diệu Nguyệt ơi, có màu đỏ rồi màu đen nhá. Đời xạo thảo xí nhá. Đây màu như vậy mặc kiểu khác này nè. Đây nha, cũng là chạy viền hai bên luôn. Nè cái này sang hơn nha mọi người nhé. Rồi mua hai cái giá chỉ có 100 một cái thôi nha mọi người ha. Ok chị Thu Hoàng luôn. Ok chị Thu Hoàng nha. Đây đây mã số 1 này. Đằng sau chỉ đơn giản vậy thôi ha. Hello Lan Hưng. Nói chứ không mua hàng cũng chia sẻ bài nha. Chứ đừng có mà ngồi im nha. À, lấy con nón á, đây này bà. Con nón nha. Rồi thêm một cái nữa là tiền chỉ có 101 một cái thôi nha. Còn nếu mà mua mà một cái á, thì giá là 102 nha. Nhà tao. Cái này là ở Sài Gòn ha, ở phòng. Mạng lắc ra chị ạ. Bây giờ ráng hè, không đủ thích vị. Để em kia, để em tại vì mấy ngày đầu tiên cho nên chưa chỉnh chu được nha mấy chị nhá. Chị Tiên nè, lấy cái này đẹp nè. Nhá. Rồi cái này là mã số 2 nha mấy chị ơi. Cái này mã số 2 nha, cái này cũng có nón luôn nha. Rồi, chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment giùm em là mã số 2 nha. Giá chia sẻ livestream là giá là 120. Nếu mua hai cái thì em bán là giá là 101 nha. Tại vì ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên nha mấy chị ha. À, mẫu không nón có luôn nha bé Hắc Tinh Nhi nha. Rồi, bà Tiên mà lấy cái này bà Tiên nè. Rồi. À, chia sẻ livestream giùm em nhá mọi người nhá. Rồi mã số 2 này. Số 2 nha. Rồi. Tiếp tục nha. À có hàng theo nữa nha mọi người nha. Có hàng theo, có hàng không nón, hàng có nón nha, đừng có ấn chia sẻ nha. Tiếp tục. Cái đó là nếu mà lần một lần nữa là mình mất luôn á. Rồi. Ủa, bà Tiên đâu rồi? Hello chị Hương Lê nha. Hello mấy chị luôn. Cái form này thì dưới 55kg là mặc ok nha. À, không cho có mẫu chữ vô Thảo cũng biết được chứ không biết ạ. Hello chị Thanh Mai nha mọi người ơi, tại vì em mới bệnh dậy cho nên mọi người nhớ là chia sẻ bài giùm em đi nha. Thôi em bệnh nữa này. Rồi theo này đẹp không, trời ơi, giá có nhiều đâu nếu mua hai cái nhá. Form dài hay form bình thường nhá, form bình thường nha, 40kg mặc vừa như Diệu Nguyệt nhá. Cái này thì là Diệu Nguyệt mặc ok nhá. Bình sao mà nhưng mà đẹp này. Camera đó. Camera gửi hàng chuyện chưa? Ngày mai chị nào mà hôm bữa giữ đơn là ngày mai em sẽ đi đơn cho mấy chị đẹp nhá. Tại vì tối nay em like luôn rồi, tổng hợp rồi mai em đi đơn luôn nha mấy chị ha. Rồi, mã số 3 nha mọi người ha. Mã số 3 này. Cái này là hàng theo và mọi người thấy không, dây kéo nhá, cực kỳ sang nha mọi người nhá. Mã số 3 nhá. Ô mạng yếu hả? Rồi, đợi em xí mai em sự mạng lại tiếp nhá. Rồi, sale này. À có lụa theo nha mọi người nhá. Áo này là hai lớp, có túi đàng hoàng nhá. Mua cái áo của bạn đang mặc hả? Áo trong người hả? Áo trong người Thảo mặc không bán đâu. Áo người Thảo mặc là của Thảo nhá. Giờ em mặc cái áo ốm. Rồi chị đẹp nào lấy áo trắng này thì mọi người comment giùm em là mã số 3 nha mọi người nhá. Mã số 3 này. Đó. Áo này thì từ 40kg hay là tầm khoảng là nói chung là chị nào dưới 54kg là mặc ok nhá. Còn chị nào 60kg là phải cao mua cao nha mọi người nhá. Cao với lại thon thon xí là được nha mọi người ha. Rồi rất là nhiều màu nhé. Áo mẫu mẫu theo không có nón nhé. Mua không, mua hai cái thì giá của nó là 101, còn nếu mua một cái không chia sẻ bài là giá là 130 nhé. Giá không chia sẻ là 130, giá chia sẻ là 102, mua hai cái là 101, không reship nhé. Mọi người đi ra ngoài shop mọi người mua cái áo khoác như vậy này, mua một cái áo khoác sang chảnh như vậy mà có hai lớp dày dặn nhé, hàng của em thì mọi người yên tâm rồi đó, đẹp như vậy mà 101 ở đâu có nhờ, không có đâu nha. Thảo mặc Thảo đi Thảo đi thẩm mỹ về. Thảo mới làm chính mày nhờ. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment giùm em là mã số 4 này. Sao mai chốt hết nhờ, đẹp quá trời này. Cái này là có túi nha mọi người nha, và cái này dây kéo, chị nào mà thường xuyên đi chợ hay là đi chơi mà chỉ cần bỏ tiền đó nha mọi người nhá. Rồi có túi nha mọi người, áo khoác hai lớp và có nón nhá. Chị nào lấy này thì comment giùm em. Không nha, thói đời nha, em không bán áo bên trong em nha. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì mọi người comment giùm em mã số 4 nha mọi người nhé. Cái này là màu đỏ trơn luôn nhé. Cái này là màu đỏ trơn nha mọi người nhé. Có hai loại, có ba loại nha mọi người nhé. Có loại có nón, có loại không nón và có loại theo nha. Chị nào không mua hàng mọi người cùng chia sẻ livestream giùm em nha. Còn chị nào mua hàng thì mọi người chia sẻ livestream để mua giảm giá nha. Hai cái thì có 101 một cái thôi mọi người ha. Rồi chị nào lấy mẫu thọ mặc thì comment giùm em mã số 4 này. Số 4 nha mọi người nha. Giá của nó chỉ có 101 nhé. Đừng quên tương tác bài và chia sẻ livestream giùm em nha mọi người ha. Rồi áo có nón màu đỏ này là 101, chị nào lấy nếu mua hai cái nha mọi người ha, còn một cái là 102. Ok chị Ruby Nguyễn luôn ha, ok chị Ruby Nguyễn đây ha, đây màu tím này,
Số 4 60kg hả? Hoa Kim ơi, 60kg ok nha. Cao không? Cao không nha chị Hoa Kim ơi. Không. Cái này là dạng như là bombo đó mọi người nhé. À, áo của chị đặt giờ nó nằm ở trong kia rồi chế ơi, màu đỏ hả? Chế Hằng Nguyễn cho em số điện thoại nha chị Hằng Nguyễn nhá. Mã số 4 cho em số điện thoại này rồi, màu tím của like trước nè. Màu tím của like trước nhá. Cái này là màu tím nhá. Tại vì ở trên hình cái iPhone đen thì em sát lại thấy màu nha chị nhá. Chị Hằng Nguyễn cho em thông tin nha. Nếu mà mấy chị mua hai cái thì giá chỉ có 100 nha. Mọi người đi chỗ nào không có nha. Cái này là hàng bombo nhá, hàng xịn nhá. Cái này giá của shop là phải 200 mấy là ít nhất nha mọi người ha. Rồi mã số 5 nè. Mã số 5 nhá. 1m50 60kg ha, thì không khoa không gài nha, không gài được nha Hoa Kim nha. Không gài được nha người đẹp. Rồi chị đẹp nào lấy cái này cầm bên giùm số 5. Hằng Nguyễn ơi, số điện thoại giùm em nè. Hằng Nguyễn ơi, số điện thoại giùm em nhá. Mạng yếu quá hả? Thảo lai iPhone ấy, cho nên bắt mạng chắc là yếu hơn á. Thôi để mai đổi điện thoại nha. Cho tới. Rồi chị nào lấy mẫu nào thì cầm bên số điện thoại kèm mã giùm em nha. Rồi mã số 5 nè. Không form bình thường nha chị nhé. Khi nào ngắn là lên trên này này. Ngắn thì cái áo khoác lần trước em bán là form ngắn. Còn cái này là form bình thường nha chị nhé. Form này là form bình thường nha. Chế đẹp à. Ruby Nguyễn nhé. Danh cao không bán kéo trắng trong người em nha. Rồi mã số 5 nè. Hằng Nguyễn đâu ta? Chế Hằng Nguyễn ơi, lấy số 4 thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha chị đẹp ha. Cái màu xanh mà, màu xám mà, có đóm mà. Giờ nguyên nhà luôn. Nguyên nhà luôn. Kéo như kéo lên mặt. Tím của Ruby Nguyễn, số điện thoại giùm em nha. Để em kéo như kéo cho em. Lấy cái màu, có cái màu màu xám mà có nón nó kiếm thử. Đây này, có xám có chữ kia. Để xíu mà tia ra, đây này. Nón có nón đâu, cái này có nón đâu. Rồi màu tím chị Ruby Nguyễn. Ủa sao chị kia mua hàng cho số điện thoại vậy? Ủa vậy hả? Hồi sáng đâu lấy nón đâu. Tưởng mấy chị ít thích nón nha, tự theo á. Rồi màu tím Ruby Nguyễn cho em thông tin nha. Xám nón có, đây là người đẹp, đợi em chút xíu nha. Rồi Hằng Nguyễn chốt Hằng Nguyễn màu đỏ ha. Ok chứ Hằng Nguyễn nha. Giá một ghim bài ngoài chưa vậy? Nhìn mấy má xong ghim bài mấy má. Ý á, giá là 130, chia sẻ livestream còn 120, mua hai cái thì là 101 nhá. Có màu giờ màu kem. Chị Ruby Nguyễn lấy cái này không? Hằng Nguyễn lấy cái này này màu đỏ này. Chụp màn hình lại đi, chụp màn hình xuất lại là bà chị quên. Trời ơi, chân mày ra đẹp luôn. Chị nào mà lên, chị nào muốn làm chân mày á, em mới làm chân mày nha. Chị nào muốn làm chân mày thì mọi người liên hệ với Huỳnh Thị Mỹ Duyên đó nha mọi người nhé. Huỳnh Thị Mỹ Duyên đang lên tiếng đó mọi người nhé. Chân mày tại vì thẩm mỹ Thủy Tiên nhá. Cảm ơn nhá. Mới làm chân mày đúng không? Chị Ruby Nguyễn lấy màu tím thì cho em thông tin nha chị ơi. Này là chị Ruby Nguyễn lấy cái màu tím Thảo mới mặc á. Chị ơi, cái đó là form bình thường chứ không phải là dài, cũng phải là ngắn nha chị ạ. Rồi cái này là màu hồng kem nè. Cái này có nón. Cái này xinh ghê trời. Cái này bao xinh luôn đó mọi người ơi. Rồi, ổ mấy má ghim bài nó khắc nữa kìa. Rồi, mà số 6 nhá. Không, bán sai rồi bán. Ok, Ruby Nguyễn này, Ruby Nguyễn lấy cái màu tím. Rồi, mà số 6 này mọi người ơi. Cho em áo xanh vừa đó đi. Cho em áo xanh vừa. Áo tím đó hả? Cái đó là màu tím nha. Màu tím nha. Đây nè. Anh ơi, anh ghim bài giùm Thảo nha. Không chứ, giá sale là 130, chia sẻ livestream là 120, mua hai cái là 101 nha. Ừ, không em làm xong em bị bệnh luôn. Em làm xong phân thì bị duyên làm cho em đó mọi người nhá. Em làm xong bị bệnh luôn. Rồi mã số 6 này mọi người. Cái này rất là xinh luôn á hả? Này đẹp này. Rồi, chị nào lấy mẫu nào comment giùm em nha. Chính mày em hả? 1 triệu mấy, 2 triệu không nhớ nữa. Áo hồng mà kem nè, ok Trinh Trà Ngọc. Mọi người nhớ một cái này còn luôn anh Hoàng này trước. Mọi người nhớ mua hai cái đi, cho nó 101 cái thôi nha. Còn chia sẻ livestream nhìn giống không? Có thì chốt cho mấy chị hai cái, chỉ là mở ra. Rồi chốt cho số 6, em lấy áo chị mặc hết rồi Diệu Nguyễn ạ. Số 6 là Trinh Trà Ngọc, anh chụp màn hình lại hơn nhé. Rồi Trinh Trà Ngọc em ở Sài Gòn nha. Rồi bây giờ là con nón màu xám này mấy người đẹp ơi, con nón màu xám nha. Trời ơi biết gì? Hello. Hai cái là 101. Màu đỏ không nón không có. Thánh Ly ơi, nguyên nhà luôn. Rồi số 6 là chốt cho chị gì ta? Số 6 nha. Trời. Xong số 6 là chốt cho chị Trinh Trà Ngọc nhé. Rồi số 7 này, màu xám nhá. Ôi, cái này 60 kg mặc được này Hoa Kim này. Số 6 đó. Rồi, mà số 7 này mọi người. Số 6 hả? Hết rồi bà. Số 7 mọi người ơi.
nha. Số 7 theo nha, bên này nha. Cái này là màu xám nha mọi người nha. Chị nào hỏi màu xám một con nón đây, mã số 7 nha. Dù nguyện sau nha, dù nguyện sau mấy người luôn. Số 7 này, số 6 hết rồi. Tạm thời số 6 còn màu hồng khác nha. Đây là kiểu khác. Đây cái mua A2 áo là 2.2. Bản và ghim bài lại giùm túi nha. Màu hồng kem không nón. Không, ý là con ánh là ghim bài sai. Hai cái là 101, một cái, hai cái là 2.2 nha. Trời, tao bán vậy là rẻ rồi, rồi ghim bài người ta chết tôi rồi. À, cái tím màu này có chạy viền không? Không nha chị ơi, cái nó không chạy viền nhá. À, tím nó không chạy viền nha. Còn chị muốn chạy viền là cái khác nữa nha. Rồi mà bày nè. Đây nè, ghim bài lại cho Thảo với đi. Ý á, bên ngoài này người ta đang bận, tao không làm ghim được. Này, ghim bài giùm em với nè. Ý á, là một cái là 1.3. Chị sẽ là chim 1.2. Mua hai cái 1.1. Một cái 1.1 một cái nha. Rồi ok bán đi. Cha ơi. Rồi ok Hà Mi léo chị mặc nha. Thôi comment mã số 7 giùm Thảo nha, màu xám nha. Mã số 7 Hà Mi nha. Ok nè. Ok nha. Rồi chị nào màu đỏ mà không nón nè. Màu đỏ có nón, có màu đỏ không nón. Lấy màu đỏ không nón giùm em nha thằng. Không. Rồi ok Hà Mi mã 7 nha. Không nón. Rồi. Không nón này nè mọi người này. Không nón này, có nón này. Giá này đẹp cực kỳ. Thảo nhiêu ký? Coi Thảo em nhiêu ký chị coi biết luôn quá. Em là 49 nè. 48 49 ký nha. Ôi trời, cái này đẹp ghê này. Trời ơi, cái này đẹp ghê mọi người, màu hồng nha. Mã số 7 nha. Mã số 7. Rồi chị nào mà cao á, chị nào cao khoảng đỏ có nón. Ok Bùi Mỹ Dung á, lấy bị Bùi Mỹ Dung. Bùi Mỹ Dung số điện thoại giùm em nha. Bùi Mỹ Dung thông tin nha. Rồi, đẹp ghê trời. Đây đẹp ghê mọi người, màu hồng nha. Mã số 8 nè. Mã số 8, cái này là cái này chị nào muốn dài á, ý là chị nào cao á, hay là chị nào cao hay là thích form như vậy thì mọi người mua như vậy nha mọi người nha. Đây, em xem lại màu tím hồi nãy đi chị. Hai dính hả? Để tím. Rồi mấy cái đứa nhân viên này. Kiếm hàng như mấy má kìa. Ý là không, cái đó người ta mua rồi. Nhưng màu tím như này nè, ý là kiếm màu đó y chang như vậy á. Rồi màu đó chạy viên không nón, màu đỏ chạy viên. Màu đỏ chạy viên không nón ha. Đời xí nè. Rồi số 9 chị nào lấy comment giùm em 58kg vừa nhân Lê Mi Phương Lê ơi. Áo này vừa nè, 58kg mặc vừa áo này nha. Đây nếu mà gài là như vậy nhá. Nè theo nha mọi người. Rồi áo khoác Thảo bán đó, thì mọi người yên tâm. Nếu mua hai cái thì mua hai cái thì giá có 101 một cái thôi. Mọi người đi đâu cũng có chỗ nào rẻ hơn đâu. Em nói thật luôn. Cái này là em nói thật. Là em bán lần đầu tiên em bán lên cái nít này. Cho nên là em mới bán rẻ vậy. Để mà lấy khách chứ không có bán có giá này đâu nha. À, có màu đỏ giống em màu ấy mà. Ôi mọi người đợi em like nha, xong rồi mọi người thích gì mọi người. Chứ giờ ngồi kiếm màu là mấy bà không biết rồi nè. Rồi mã số 8 chị nào lấy comment giùm em nha. Số 8 nha. Còn màu đỏ hả? Màu đỏ mà ý là màu đỏ có nón mà chạy viện đó. Ôi mấy chị ơi, được cái nào mấy chị lấy nha. Bây giờ mà Lê Mi Phương Lê lấy cho em số điện thoại này. Lê Mi Phương Lê lấy số 8 á. Rồi số 9 màu hồng có nón nè. Rồi ơi cái này. Số 9 nè. Có nón mấy chị nè. Bây giờ á, tại vì á, đây nè, lấy áo chị bệnh. Lê Mi Phương Lê cho em thông tin nha chị đẹp nha. Phạm Thị Thu Huế hả? Số 8 hả? Hết rồi bà. Số 9 này bà ơi. Số 9 này mấy bà. Mấy chị ơi, số 9 này đây nè, em nói nè. Tại vì thế này, cái này á có cái á, thì màu này mà cái theo này có cái kia màu kia theo kia, cho nên mấy chị thông cảm giùm em là ví dụ em like màu nào được á, xong rồi mấy chị lấy cái màu đó nha. Rồi mà số 9 chị nào lấy comment giùm em, cái này là con nón nha mấy chị đẹp nhá. Lê thì Phương Lê thông tin nha, cho số điện thoại đi chốt được nha. Không có số điện thoại là không chốt được đâu. Số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Số 9. Số 9 mọi người ơi, số 9 nha. Rồi mà 9 Trinh Trà Ngọc vậy là 101 nha. Chị nào hai cái thì 101, một cái 102. Không chia sẻ livestream 103, em sẽ kiểm tra hết nha. Ai mà không chia sẻ tại vì bây giờ em ngày đầu tiên em bán nha. Trinh Trà Ngọc lần đầu tiên em bán đó. Rồi tiếp này. Số 9 của Trinh Trà Ngọc số 8 cho số điện thoại chưa? Lê Phương Lê không cho em số điện thoại thì em để số 8 cho Phạm Thu Huế nha. Số 9 nè. À áo khoác bông bô nha, chị cầm tú nha. Áo khoác bông bô và hai lớp nha. Cho nên chị cái khóa này giùm em nhé. Nó bị dính rồi. Lê Mi Phương Lê ok nè, đọc số ký cho về mua chế ơi. Tớ bà đời đời tôi like lung tung rồi bà nè. Đời đời tôi like lung tung đi, ai mua cái chim mua nè. Rồi màu hồng nha. Rồi chị nào là thích màu hồng nè. À, chị ơi, mấy áo khoác này là bông bô nha, mọi người thấy dây kéo không? Em nói thiệt nè, hàng này là hàng xịn nhá. Cái này á, mấy chị mà vô shop mua cỡ nào cũng phải là 200 mấy á, ít nhất nha. Còn á, đi đâu mà bán 101 như em á, 101 hai cái như em á, coi lục. 102,
là chia sẻ livestream, còn 101 là mua hai cái nha mọi người nha, mọi người nhớ nha. Rồi ok, cảm ơn Hoa Đức Lưu nha. Rồi màu hồng, màu hồng. Rồi mạ 10 này, em nói thiệt luôn, cái nào cũng đẹp nha và chất y chang nhau. Form á, cái nào rộng rộng á thì em sẽ đọc nha, còn đa số là từ 40kg tới 55kg nha. Hello chị Hiền Đặng nha. 58kg rồi đi, có luôn, chơi luôn, đời xí này. Rồi mạ số mấy? Số 10 nha. Số 10 màu hồng thêu nha mọi người nhé. Nếu mà mấy chị đẹp nào á, số ký lớn á, thì em sẽ đọc nha. Còn những cái mẫu này đồng khoản là 55kg đổ xuống là ok nha. Rồi, ghi bài của Huệ Trương này. Ok này. Cảm ơn chị Huệ Trương nhá. Rồi. Mua qua đây tôi ship qua Nhật luôn này. Rồi mã số 9 nhá. Giá 101 mua hai cái, còn nếu mua một cái là 102 có chia sẻ bài. Chị nào không chia sẻ bài 103 giùm em nhá. Chị nào tại vì em bán đang câu khách nha mọi người nhá. Rồi mã số 10. Số 10 chị đẹp nào lấy comment giùm em nha mọi người ha. Mã 10 nhá. Mã 10 chị đẹp nào lấy comment giùm em nha. Có chị ơi, nhiều màu lắm. Màu đó có nhiều màu và nhiều thêu lắm cho nên em không có thể comment được nha. Em 58kg hả? Chị có lấy có nón hay là không nón nha chị nha. 58kg mặc mẫu này ok này. Rồi, cái này chạy viền nha, màu xanh chạy viền nha mọi người, mã 11 nhá. Mã 11, cái này màu xanh chạy viền. Rồi, xin cái này thì 58kg mặc vừa này. Mấy chị ơi, tại vì biết đâu không, một cái mẫu thêu á của nó rất là nhiều thêu, cho nên em không có thể mà nói màu nào màu nào được nha. Rồi, chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment cho em 11 này. Rồi, cái này đẹp này. Đỏ chạy viền hả? Đỏ chạy viền hả? Không nón đúng không? Ôi ok, đỏ chạy viền không nón, chị nào lấy thêm một cái hoặc này chị nào nói này. Rồi, giá của nó là 101 hai cái, còn 101 nếu mua hai cái là một cái 101. Không chia sẻ livestream 103, chia sẻ livestream 120 mã chị ghi bài một cái thì đọc mất công khách hỏi này. Xem lại cho chị 58kg có nón, không có nón đi. Ok 11. Chi cho em số điện thoại này, Bùi Mỹ Dung này, ok này, số điện thoại Bùi Mỹ Dung chưa? Rồi chị nào màu đỏ này, chị có viền này. Hằng Nguyễn ơi, đây Hằng Nguyễn nào ta? Rồi chị nào đỏ mà có viền không nón đây. Chi chi hả? 11 Trương Tiên hả? Tiên ơi, cái 11 hả? Một là cái chi đó nữa vậy? Chạy viền hả? Má cái màng đi, bây giờ đang còn cái màng được. Rồi 12 này, 12 màu đỏ chạy viền không nón, chị nào hỏi em. Ồ cái này không nón rồi bà Tiên ơi. Rồi màu 12 có hai màu nha, màu đỏ và màu xanh đấy mấy chị ơi. Mã 12 nhá, lấy chị hai cái nhé. Chị Ngọc Phượng ơi, 12 Ruby Nguyễn này. Rồi chị đẹp nào lấy cái này màu xanh 13. 13 nha, Ruby Nguyễn này. Ok, Lê Minh Phương Lê. Ok. Chốt cho chính xác nha, Ruby Nguyễn này. Rồi, 13 nha. Cầm tú còn không? Màu đỏ nó còn. Tại vì một cái có một cái. Nhìn vô đi. 13 này. Chị gì lấy hai cái nhở? Chị gì lấy hai cái nhở? Rồi 13 màu xanh chạy viên. Cái nào đẹp hết đó mọi người, yên tâm đi. 13 xanh nha của Hà Mỹ này, cái này còn này. Chị nào lấy màu đỏ và màu xanh, chị ơi có nón không? Chị Ngọc Phượng cho thông tin chưa? Chị ơi có nón không? 13 chị nào thằng Nguyễn ơi, hết 12 rồi. Hết 12 rồi nhá. 13 chị nào con này, 13 thì con này. Hello chị Hoài Bùi. À chứ Hằng Nguyễn ơi có nón không nón để em lấy riêng cho chị luôn nha chị Hằng Nguyễn nhá. Hằng Nguyễn nào kia kêu lấy hai cái. Hai cái là 101 nha mọi người, hai cái là 101 một cái nhá. Còn chị nào mua một cái á không chia sẻ livestream 103 nha. Rồi cái này Lan Hưng rồi này. Ok chế. Ok chế Lan Hưng. À bữa em xả mất cái áo mất tiêu rồi. 13 còn không vậy? 13 hết rồi. Đời Si và Tiên ơi. Chị Chi ok này, chị Chi được kìa. 58 cân chị hả? Chị Hằng Nguyễn ơi, 58 cân thì em sẽ kiếm cho chị nhé. Nhưng mà chị muốn có nón hay không có nón nhé, chị đẹp nhé. Ôi đợi em xí đi theo không? Nón tầm 56. Ồ, áo khoác không á chị Tuyết? Áo khoác không à? Áo khoác mà chưa hết mẫu này. Rồi đợi em xí nha, bây giờ mấy chị. Tại vì nhiều người hỏi quá, thôi để em mặc mẫu nào em đọc số ký cho mấy chị đẹp nha. Ôi, Lê Mi Phương Mi ơi, đợi em xí này. Này khi mấy cái này hay dính cái dây ghê á. Má đọc đến 13 thì 13 là của Hà Mỹ với lại Lan Hưng. Của chị Lan Hưng. Ghi đúng số tên Facebook nha. À đó 47kg vừa. Trời ơi Lan Hưng 47kg cái nào vừa nha. Đấy chị cho hai cái. Em màu đỏ và màu xanh tay. Lấy không có nón. Chị Ngọc Phượng chị Ngọc Phượng cái em số điện thoại chưa? Vậy lấy cho chị hai cái này, lấy cho chị Ngọc Phượng lấy hai cái màu đỏ luôn. Lấy hai cái, một cái màu đỏ, một cái màu xanh mà không có nón. Đây này cái nào?
cái một màu xà đỏ với màu xanh nha. Hai cái không có nón. Số điện thoại giùm em nhé chị Ngọc Phường nhé. Con nón bắn à. Rồi, cao 1m55 nặng 54kg. Để xí à Tiên ơi chứ giờ. Rồi, mã 14 này, đợi xí đi nhá. Đợi em xí. Chứ giờ mấy chị nói mà em loạn luôn á. Rồi 14. 14 nha, tại vì bây giờ khổ đi nè, là một cái có một màu mà cái theo này nè, ý là một kiểu nhưng mà nó theo đủ thứ kiểu theo luôn. 58kg đời xí này. Mua hai cái đi, 111 một cái, rẻ hiu à. Rồi chị đẹp nào lấy này thì comment cho mình 14, cái này là màu bơ. Màu vàng bơ nha mọi người nhá, và hàng theo này, hai lớp nha, báo xịn luôn. Này mà mấy chị đi nắng rồi thì thôi, có 111 là mặc đi đâu được, cái này là đi chơi cũng được nha. Chị nào lấy màu này. Mấy này, 10 mười mấy, 13. Ngọc Phượng cho lấy hai cái cho chị Ngọc Phượng đi chụp hình lại kia. 15 hả? Ồ 15. Rồi mạng 15 chị đẹp nào lấy vàng bơ này thì comment giùm em nha. À 14 cầm tú cho em số điện thoại này. Thế chứ tôi đọc 14 nè. Cầm tú cho em số điện thoại chị cầm tú ơi. Rồi màu chị rồi ta. Ờ đây chị Ngọc Phượng á, số điện thoại này. Đưa màu đi khỏi mặt, cái nào cũng coi như nhau mà. Đó hả? Mặc lên mới đẹp chứ. Bà ơi, bà đợi tôi xí đi. Bà ngồi bà coi chứ bà từ từ coi phim. Rồi từ nãy giờ. Chào người đẹp nha, Trinh nha, cho hai cái màu vàng và đỏ. Hằng Nguyễn hả, cho em số điện thoại chị đẹp ơi. Mà có nón nó không có nón nha. Cho thêm chị màu vàng nữa nhé. Ờ màu vàng à. Cầm tú cho thông tin giùm em nha. Màu vàng bây giờ lại màu vàng là theo khác rồi nè. Đợi xí này dơ lên luôn nè. Rồi, mà 16 nè. 16 nha mọi người ơi. Mà mặc mới đẹp được, cầm tú ok ha. À, chị Hằng Nguyễn ơi, thông tin giùm em đi chị Hằng Nguyễn nha. Tức là mình lấy hai cái màu mà có nón không có nón nha. Rồi tầm bao nhiêu ký em lấy cho chị đẹp nha. Ý là có nón hay không có nón nha. Hai cái, một cái 1.1 nha mấy chị đẹp ơi. Đây. À mọi người nhớ ấn nút theo dõi em nha. Còn ngày mai còn lên cái khác nữa nha mọi người nha. Nhớ gửi lời mời kết bạn Facebook Phạm Facebook Phương Thảo nha. Chị nào lấy mẫu này comment cho em 16 nè. Rồi lấy chị Hằng Nguyễn hai cái có nón đó. Cầm tú một cái đó rồi. Đọc comment đi mấy ba. Hết bệnh. Dạ hết rồi nha chị Hồ Thiên nha. Rồi chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Hằng Nguyễn hồi nãy có một cái được không ta? Hằng Nguyễn khác rồi hả? Để ghi là Hằng Nguyễn chọn nha. Ghi là Hằng Nguyễn chọn nha. Rồi chị nào lấy màu này comment giùm em 14. Mình đổi màu đỏ lấy màu xanh như vậy được không? Wow. Đừng đổi nha, lần này lần đầu nhé, đừng đổi. Tại hồi nãy giờ đâu có chốt cho mấy chị kia được đâu. Rồi đổi qua cho chị này. Đổi hàng cho chị đã đọc comment. Comment đi. Đọc comment. Rồi đợi xí nha chị lấy mình Ruby Nguyễn. Sao không nghỉ ngơi? Rồi 58kg. Chị Phương Nguyễn lấy cái gì? Chị Phương Nguyễn hả? À, chị Hằng Nguyễn lấy hai cái là 58kg hả? Đỏ đâu có nón đâu. À đây này. Không có luôn, màu vàng không có nón hả? À chị ơi, chị Hằng Nguyễn ơi, chị lấy hai cái á. Chị lấy cái đầu và mấy cái. Chị lấy cái đầu bền có mấy không? Tệ nào em rồi hả? Chị cái đầu em, chị cái đầu à. Hả? Sao đó? Sao cái mạng này nhìn đơ đi. Ồ chị, à chị Hồ Thiên hả? Hồ Thiên, ờ à, rồi ok chị luôn. À chị 50, chị Hằng Nguyễn ơi cho em số điện thoại nhá. Lấy chị một màu một cái, bốn cái xanh vàng. Chị lấy mỗi màu một cái là bốn cái đỏ xanh. Đâm vàng là gì? Không phải xanh đó mà xanh chạy viền á. Không nói là bạn thông cảm nha. Xanh chạy viền đâu nữa. Xanh chạy viền hết rồi chị ơi, cho nên không đổi được này. Xanh chạy viền hết rồi nha chị đẹp nhá. Ờ đừng đổi nữa, đổi loạn hết rồi này. Xanh chạy viền hết rồi. Chị ơi, ở đây này. Rồi, lựa thêm 58kg nữa đi cho dư đời xí mò. Rồi chị Hằng Nguyễn á, không có màu vàng. Có nón nha chị nha, chỉ có màu vàng không nón thôi. 58kg màu vàng không nón thôi. Chị ơi có nón là không có màu vàng chị nhá. Không có màu vàng người đẹp ơi. Mà sáng đây đâu lấy đâu. Rồi Ngọc Ruby Nguyễn ơi, tạm thời Ruby Nguyễn cứ để cái màu đỏ lại giùm em nhá. Chứ bây giờ không có cái màu kia để đổi nhá. Ngọc Phượng này, Ngọc Phượng nào đây này, lấy 4 cái thì cho thông tin giùm em nhá. Mà cầm bên đủ màu giùm em nhá. Chị ơi có nón hay không có nón, chị nào muốn lấy mà à, ý là màu nào á nhá. Rồi mã 16 này, mã 16 này. Mã 16 nha. Rồi cái này là theo nha mọi người ơi. Cái này là theo nha. Đây. Rồi mã 16 chị đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. Trời ơi anh bắt tay em rồi đó Thảo. À Hồ Thiện hả? À anh Thiện, trời ơi đừng nói em. Quên.
Chị Phương, ý là chị lấy bốn màu, màu nào và có nón không có nón bao nhiêu ký giùm em nha, để cho nhân viên em lấy nha chị nhá. Rồi chị đẹp nào lấy màu này thì comment giùm em là mã 16 này mọi người này. Màu này là theo chim và màu vàng bơ nhá. Màu vàng bơ em đang mặc nhá. Còn mấy chị ơi đừng có hối em nha, tại vì biết ăn không? Chị kia đổi màu đỏ. Vậy hả? Vậy là chị lấy hai cái luôn à. Ôi đứng đổi nữa cho mà loạn đi, nhân viên ấy ngơ lắm. Anh mới làm anh ngơ. Đừng ngơ. Rồi 16 nè. Chị nào lấy vàng bơ đây comment giùm em. Ngơ cả hai. 16 nha. Rồi bây giờ á, chị Ruby Nguyễn sẽ lấy màu đỏ ra và em đề Ruby Nguyễn. Thế áo nào còn nón đợi xíu không ơi? Đợi xíu không này. Rồi 16 chị đẹp nào lấy comment giùm em. Bây giờ này đừng có hỏi này. Bây giờ em mặc cái nào mà mọi người comment mã đó xong rồi chốt nha. Rồi bây giờ em nói này, Ruby Nguyễn thì lấy màu đỏ ra, chọn cái khác và em đề đó cho chị cầm tú nha. Bây giờ hai người ok giùm em này, cầm tú với lại chị Ruby Nguyễn nha. Rồi ok, để lấy cái màu đỏ của Ruby Nguyễn hồi này này dơ ra mà đổi màu xanh đó. Để đưa cho chị cầm tú nha. Ok này. Rồi Ngọc Phượng cho số điện thoại đôi này màu xanh đầm. Đúng rồi, màu xanh đầm, màu đỏ và màu vàng. Và xanh lót là gì ta? Chị lấy luôn cho. Ok, cầm tú. Về Ruby Nguyễn mới có một cái thôi Ruby Nguyễn nhé. Ok, 16 ai lấy comment giùm em nha. Trung Ngọc để cho chị hai cái vàng và xanh không lộn. Không nón 50 kg. Rồi Trung Ngọc này, vàng và xanh này. Sao chụp được. Ok Ruby Nguyễn nha. Xem mà like và cười như có hai. Rồi có nón, bà Tiên, cái này mà bà Tiên mong lấy được thì thôi này. Rồi ok, chị màu vàng màu bồ bơ đã nha. Ok. Rồi chị Lê Mỹ Phương Lê, đây 58 kg có nón đây, mã 17 đây. Ai đây, ai màu xanh này có nón này. Trời ơi, nón được không nón được xúc ký được. Chị gì lấy hai cái này kia. 50 kg mà hà có nón đó. Nhớ ra rồi đó. Lấy cho chị đủ 4 màu. Rồi đủ nha chị Ngọc Phượng nha. Đủ nha chị Ngọc Phượng ơi, đủ nè. Rồi Trung Ngọc hai cái vàng và xanh nha. Không nón. Đây mấy má đọc comment đi, mày đừng có nhìn tao, mày đọc comment đi. Rồi Trương Tiên lấy cái này nha. Ôi cái này báo đẹp luôn đó bà. Rồi Trương Tiên lấy cái này nè. Này Trương Tiên lấy này. Đọc comment đi, trời ơi. Đọc comment đi. Trời ơi bà. Trời ơi. Rồi ok nè. Rồi mà 18 nha. Cái này là đang bên ế đó. Đọc comment đi. Vàng đỏ không nón 50 kg. 50 kg là cái nào mà cũng được hết rồi đó. Không nón đó. Chị 50 kg nha. Ok chị Ngọc Phượng luôn. Cái nào cũng vừa. 50 kg là Như Thảo nha. 50 kg là Như Thảo nha. Rồi chị nào mà cứ mua hai cái màu nào hay là có nón hay không nón thì nói em nha. Ủa cho cái này đẹp quá. Cái này đẹp quá mọi người ơi, màu trắng có nón này. Rồi mã 18 nha. Mã 18 cái này 50 mấy kg đây. Chị nào này 60 kg mà cũng được luôn nha. Form này lớn này mà có nón nha. Rồi chị nào lấy thế này thì comment giùm em 18 này. Chú cha ơi. 18 ai lấy comment giùm em nha. 18 lên Mỹ Phương lên này. Ừ đấy này. Rồi chốt cho chị hai cái chưa? Rồi ok. Rồi có hết rồi nha. 18 có màu trắng luôn đó hả? Còn đâu? Rồi có luôn hả? Đây, lên Ngọc Phương lên, lấy cho chị lấy cho chị không nón, đúng rồi, Ngọc Phượng là lấy 4 cái không nón nha. Đọc chưa? Lấy 4 cái chưa? Kéo comment xuống đọc đi. Rồi, Lê Mỹ Phương Lê là 18 nha. Rồi chị ơi, 19 giùm em đi. 19 giùm em đi người đẹp ơi. Người đẹp cầm tú ơi, lấy cái 19 màu trắng này giùm em đi chị ơi. Em đọc số đi cho. Đúng rồi, em đọc số mà mấy chị. Rồi 19 đi. Hello Harry Nguyễn này. 19 đi chị cầm tú ơi. Ui, này báo đẹp luôn nè người đẹp. Mà có nón nữa nha, màu trắng này nè. Chứ 18 hết rồi nha chị cầm tú ơi. 18 là hết rồi nha, cái này 19 đi người đẹp nè. Rồi 19 của Bùi Mỹ Dung. Cái này Bùi Mỹ Dung một cái này nè. Ok nè, Bùi Mỹ Dung này giờ cho số điện thoại cho trời. Rồi 19 đi người đẹp. Cầm tú nè. Rồi ok nè. Hết nha. Hết rồi. Bùi Mỹ Dung mới là cầm tú hết rồi. Bây giờ tiếp theo nha. Trời ơi. Cái nào đẹp hết á. Vậy em có hai cái. Đúng rồi, hai cái thì một cái 1.1 thôi nha. Còn một cái là chia sẻ là 9.2 còn. Cái đó chưa mà. Cái nó đỏ. Thì màu đỏ luôn. Rồi, hàng Nguyễn hết rồi. Có nha, nhìn để ý hai hàng Nguyễn lắm nha.
ý là hàng Nguyễn chọn và hàng Nguyễn. Rồi mà 20 này, cái màu rêu này đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá, quá đẹp. 20 chốt rồi nha chị Lê Mỹ Phương Lê nha, chị mặc 18 rồi em chốt rồi nha chị nhá. Hai cái là 101 mà chia sẻ nha. 44kg thì mặc ok rồi, cái này form này 55kg đổ xuống ok. Còn chị nào mà giờ nón á, mặc nón á thì 58kg là ok ha, hoặc là có những màu không nón nó lớn nha thì em sẽ đọc nha. Còn cái này form này 55kg ok, chị nào 1m6 thì 58kg là mặc được hết nha. Rồi 20 ruby này, trời ơi cái màu rêu này đẹp quá ruby ơi. Ok ruby Nguyễn nha, 20 này, 20 nha, coi lại chim lại cái má làm màu tím đi. Màu tím nha mọi người. Ôi trời cái này đẹp quá. Chạy viên. Rồi màu tím chạy viên mà không nón nha, 21 nha. À ai mà mới mua một cái thì mọi người mua hai cái đi, giá 101 một cái nha. Còn nếu mà mua mà phải chia sẻ nha, không chia sẻ là chết luôn. Màu rêu hết rồi người đẹp ơi, màu rêu lại có một cái, màu rêu khác đi. Rồi 21 nè. Hết rồi. Cái nào còn thì mới nói được, hết rồi. Hết rồi chị ơi. Rồi màu tím nha, chạy viên nè. Rồi chị đẹp nào lấy thì comment giùm em là mã 21. Đẹp quá trời luôn á, thiệt luôn. À, bỏ có 101 ngàn mua cái áo khoác mà mặc đi chơi được, đi làm được nha. Nhỏ này không chị. À, còn nón anh ơi, nhưng mà đợi em mặc đi. Đây ruby Nguyễn này, đồi miết hay. Đồi miết nha. Vậy là mã 19 là của người đẹp à. À mã 20 là của người đẹp Nga Trinh nha. Ok, chị Nga Trinh 56 kg chị nhé. Vậy là cái này của ruby Nguyễn này, ruby Nguyễn đứng đổi nữa nha, một lần nữa thôi nha, chứ bây giờ em chốt cho chị rồi mà không có cho người khác nha. Vậy là màu rêu là của chị, đổ qua chị đó này, màu tím là ruby Nguyễn này. Hết rồi Nga Trinh ơi. Vậy là chị Nga Trinh ơi, mã 20 mình có ha, mã 20 màu rêu mình có nha. Rồi đổi màu tím qua ruby Nguyễn nha. Vậy là ok giùm em nha, lần cuối nha. Trời ơi. Rồi nón này thiệt. Nón ăn thiệt ơi chị, dài vậy kéo. Rồi ok, Nga Trinh ơi ok giùm em chưa? Hiểu không? Cái đó là ruby Nguyễn á, là lấy không mình đổi cái tím trước mà. À vậy ha, vậy là cái đó. Cái tím trước hết rồi. Tím trước mua nữa. Tím trước nào nữa? Hết rồi. Trời ơi trời, nó bán hàng. Trời ơi, chị ruby Nguyễn chị đổi cái tím tí trước nữa. Ok. Ok nha, chị ơi, giờ chị lấy cái tím đó chứ giờ. Mặc cái màu của bà ơi, màu của bà giờ tôi đâu thấy đâu, giờ chú thấy ai cứ chị kêu kêu để cái màu này lại. Rồi mà 22 này, để cái rêu cho mình chứ, vậy là đội mình hai cái màu chính mà. Ồ vậy hả? Rồi à chị ơi, vậy á là vậy là chị để cái rêu là của chị, vậy là bỏ cái tím đâu ra đây, vậy là cái rêu em chị chốt cho chị. Nói chung là chị ruby Nguyễn bây giờ mới có một cái màu tím đó thôi nha, chị đứng đội nữa này, dẫn loạn này. Rồi cái rêu cho Nga Trinh rồi nha, rồi cái rêu cho Nga Trinh rồi ha, mình lấy tím 21 luôn, vậy là hai cái. Ok ok chị Nga Trinh nha. Rồi mà 22 này, Huệ Nguyễn này, 22 Huệ Nguyễn có nón này. Ok làng quá chị Trâm mà. Đi chơi về chưa? 22 nha. Vậy là của Nga Trinh hai cái chị ha. Hello Vân Ngô, chia sẻ lại Dũng Thảo với nha. Ok chị, cái rêu đó, cái rêu mà chốt cho Dung Biên Nguyễn chứ, cái rêu theo đâu rồi, không chốt cho Nga Trinh, chốt cho Nga Trinh chứ không chốt cho Dung Biên Nguyễn nữa. Đổi tím rồi, đổi tùm lum rồi. Vậy là chị Nga, chị Ruby Nguyễn là chỉ có một cái nha, đứng đội nữa nha. Giờ mình chốt mình một cái rêu, một cái tím chạy viên. À rêu khác đi, rêu khác đi. Chứ rêu Nga Trinh lấy rồi, chốt cho Nga Trinh rồi, duyệt rồi. Bây giờ lấy rêu này đi. Rêu này à, 23 giùm em nè. Không, có đâu. Hết là hết bẩn rồi, bẩn hết bẩn rồi. Cụ tè thì là nước ngoài vô cầm bẩn này. Tôi đang bẩn nhớ nước ngoài nha. Rồi bây giờ chị chọn cái khác giùm Thảo đi. Chứ cái rêu là của Nga Trinh chốt rồi. Bây giờ 23 giùm em rêu này đi. Rồi mấy chị đẹp ơi, còn nón nhiều lắm, đợi em xí nha. Rồi bà Tiên ơi, bà đợi tôi xí, bây giờ tôi không thấy cái mẫu chi của bà này. Cho em xem là cái 22, Huệ Nguyễn hả? Rồi mà 23 nha, Huệ Nguyễn đó, lấy một cái gì đó. Chú xem lại nữa. Rồi, cho anh. Rồi 23 comment giùm em nha. Ủa mấy anh ơi, em đang buôn bán anh. 23 của Khánh Ly này, rêu của Khánh Ly này. Cảm ơn chị Vân Ngô nha. Rồi 23 này.
của chị Khánh Ly. Ok Khánh Ly nha. À mua hai cái đi, có 101 một cái nha. Đây này. Trời ơi người ơi, cái này đẹp lắm người ơi. Cái chị nào kêu lại coi lại 22 này người ơi. 23 xin hello tên nữ TK nha. Hết rồi người ơi, rêu hết rồi. Trời, để mình tím nào vậy bạn. Tím mà chị chọn từ đầu là cái tím đó đó. Của Ruby Nguyễn Dung Hoan, kiếm của Ruby Nguyễn đến cho Ruby Nguyễn nhá. Cho chị Phượng thêm màu rêu nhé. Hết rồi chị Phượng, hết màu rêu rồi chị Phượng. Hết rồi nha. Rồi đây. Đây nha. Hết rồi chế Ngọc Phượng ơi. Rồi cái mạng 22 chị đẹp nào kêu này coi nè ha. Của Huệ Nguyễn coi nè nhá. Huệ Nguyễn này. Đây chín này, trời ơi. Huệ Nguyễn coi lại nhé. Nghe đi, đọc comment đó, xong rồi nghe nghe đó. Từ từ, nhân viên em quen quá. Nhân viên em quen quá nên nó biết như trước đó. Đây. Đây nha. Cái tím của chị còn tròn đây. Đây nha chị Ruby Nguyễn nha. Ra thêm cái không có ngủ. Cho xem, em xem cái không. Rồi đây nha của Ruby Nguyễn nha. Rồi Ruby Nguyễn đứng đội của em này, tội em này. Ai lấy rêu này này. Còn rêu này. Chị nào lấy rêu này thì comment. Ok chị Huệ Nguyễn. Mà 25. Ui cha ơi. Báo đẹp luôn, không nón mà rêu nha. Không có này Sơn Nữ TK lấy cái này đi. Ui cha ơi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi mua hai cái đi. Rồi khỏi nó mới lên chứ. Khỏe rồi mới lên nha. Cái này con hàng này lắp vô này, đợi đi lắp vô. Rồi chị đẹp nào lấy rêu này 20-25 giùm em nè mọi người ơi. Rêu nha, một rêu nha mọi người ha. Bao xinh luôn á. Rồi nếu mà chị nào mua hai cái thì giá 101 một cái. Mua có chia sẻ livestream này giá 102 nha. 25 của Ruby Nguyễn này. Rồi là hai cái nha. Rồi xong rồi. Ruby Nguyễn không đổi, không đổi nữa nha. Chị chị em gửi đi. Inbox giùm em địa chỉ nha mấy chị đẹp ơi. Inbox giùm em địa chỉ nha. Rồi mà 27 này xin nữ TK hết rồi, xin nữ TK nè. Để xem lại cái xanh của tôi đi. Bà ơi. Bây giờ tôi nhân viên tôi quen lắm. Bây giờ bà nói tôi kiếm lại được nhân viên tôi không biết đi luôn á. Bây giờ nó không biết đi luôn á. Rồi, đợi xí nha Tiên nha. Cái màu xanh của Tiên là cái màu xanh nước biển á, màu xanh này nè chị Tiên nè. Màu xanh của Tiên là màu xanh này nha Tiên nhé. Đó là màu xanh này. Rồi, mà 25 xin được TK có mã 26 nha chị ơi, cái này đẹp quá à. Màu xanh da trời á. Xanh da trời á, cái này đẹp ghê. Rồi xanh da trời nha. Rồi, mã 27 à? 26 mà. Hút luôn đi. 27 nè. Của VBE này, của VBE 27 này. Rồi, 28 đi, cái này có nón nha mọi người. Có nón chạy viền nha. Có nón chạy viền ha. Đây. 28 nha. Rồi ôi. Đẹp đi. 28 có chạy viền nha mọi người ơi, Superman này. Rồi, cái này thì này chị đọc 27. Ồ vậy ha, xin lỗi. 28 nha. Ý là có form. Đây là như vậy này. Như vậy luôn. Như vậy luôn nha, form thì Thảo mặc từ Tiên mặc ok nha. 28 chị đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. Hết rồi nha Nga Trinh. Cái này là chạy viền và cái này là Superman. Rồi, 101 nếu mà mua hai cái nha mọi người nha. 101 một cái nếu mà mua hai cái nha. Còn mấy chị đẹp mặc hờ mua bình thường á, không chia sẻ livestream thì giá của nó là 130 một em nha. Áo này là áo khoác hai lớp combo nha mọi người ha. Mà 28 nha, mà 28 nha cái gì? Mà 28 mọi người ơi. Ok. Cái tà với bà đùi lung tung là chết cái tôi này. Đùi lung tung là chết cho tôi á. Anh lợn hết thế này. Rồi 29 màu đen. Cha ơi, một con thiên nga theo nha. À cái này là bombo nha. Hồi lúc trước em bán á, là hồi trước lúc em bán em lấy giá hơi cao á. Bán 180-150 lần đó. Mà hồi đó người ta bán mắc lắm luôn á. Có người bán 300 mấy lần đó. Còn á cái này giờ nè. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Cho em cái màu đen giống chị mặc. Đen mô. Đen nào. Rồi mà 29 nhé. Không như chị miễn phí ship, trời ơi chị ơi, có 101, 102, 103 cái mà miễn phí ship là tiền đâu ăn này. Rồi, lôi like rồi bà, chia sẻ cho em với chị Thúy Bùi nha. Rồi, mà 29, đổi rồi, mà 29 comment cho em nha. 29 này, của Ngọc Cun Cun này. Ngọc Cun Cun này sao? À, chế ơi, hàng bông bô á, cái loại này á, là bên ngoài á, là lớp dù nha. Còn bên trong á, là một lớp vải nha. Và vải này mặc rất là mát, lúc trước á, là em bán hàng cùng một loại luôn, nhưng mà bây giờ người ta sell chỗ, ý là giống như em bị hố hàng á. Hồi đó cho em cái màu đen giống 128 á. Không, không có đâu. Không có đâu nha. Có không? 28 màu xanh. Không có đâu, hay đây ha. Màu đen khác thôi chứ không có đâu Nguyễn Thanh ơi, chứ một màu không có màu này đâu, nó khác màu thấy không?
quê choa em ư? Ừ. Ừ kì choa đó rồi. À áo không thảo mặc không bán đâu, mà cũng có số rồi, mà cũng có đơn này. Rồi mà 29 cái này có nón chị nào 58 kg hoặc là 60 kg ok này đó, màu đen nha mọi người nhé. Chị ơi có nón mấy chị ơi, tại vì nhiều, một mẫu nó nhiều màu nha mọi người nhé. Rồi chị đẹp nào lấy thế này thì mọi người comment giùm em mà 29 nha, 29 nè. Cái này là màu đen có nón nha mọi người ơi, lớp nha. Có màu đen khác không chị? Có màu đen có nón đây này nha. Có màu đen có nón đây mấy chị đẹp ha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì mọi người comment giùm em là mã 29 nhé. Rất là nhiều màu luôn. Rồi có nón nha. Giá của nó nếu mà mọi người mua mà hai cái thì giá của nó chỉ có 101 một cái thôi. Em nói thật luôn là mọi người đi đâu cũng không có rẻ đâu, nên thiệt mà. Nếu mà mọi người ra shop mua ha, là giá cái này phải là luyến phạm nè, luyến fan. Quên có tên. Chứ không phải lại đi người. À, có không nón như Hương Nguyễn nha. Đời xí có màu đen không nón nha. Rồi luyến fan. Cho thải lại người đi người ơi. Bây giờ em 29 thải vậy. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Sao mà đặt lung tung đi trời. Vậy 30 chị ơi. Vậy 30 nha, 29 của Ngọc Quân đâu. Vậy 30 ha. Chị luyến fan ơi, 30 cho em số điện thoại nha. Cái màu đen em mới mặc xong là mã 30 nha. Sorry. Rồi cái màu này là màu xanh đen nè. Bao xinh luôn. 31 nha. Con này không nón nha mọi người nha, xanh đen 31. Chị luyến fan hình như là có khách bên em rồi. Bà ơi được rồi, cho tôi ba cái vậy bà ơi, để tôi ăn với, cho tôi bán 101 một cái. Còn cái kia là lời lần đầu tiên tôi làm cho nít này, cho nên là tôi phải làm vậy cho có khách này. Lấy chi mà ăn bà ơi. À rồi biết rồi, mà 30 đúng không? Rồi ok nha, tại vì em không có nhớ được cái hình đại diện á. Rồi vậy là chị 30 ok. 31 này tao ơi, màu này đẹp quá trời. Màu này là màu xanh đen người ơi, xanh đen người ơi. 31 nha, 31 mấy chị đẹp. Chị đẹp nào lấy xanh đen này comment giùm em hàng theo nha. 31 xanh nữ TK này. Ok người đẹp nha, xanh nữ TK này. Hết chưa? Ngoài còn luôn mấy cha. Nó kiếm mụ nha, đợi còn ha. Đợi còn mấy chị sao? 31 của số nữ TK hết rồi nha Nga Trinh nha. Ít mụ quá, ít cái quá. Nó chỉ có một cái mà nhiều mụ quá. Lái chắc tới đêm không hết mụ nữa. Hết nhiều mụ lắm mấy chị ơi. Rồi 32 này, 32 nha. Đẹp quá mấy chị. 31 hết rồi Hà Minh. Rồi màu trắng chạy viên. Rồi 58kg mặc ok ha. Chị nào muốn trắng chạy viên này 32 nha. Rất là xinh luôn. Rồi 32 chị đẹp nào lấy comment giùm em. Cái này có thể là 58kg mặc ok nha mọi người nhé. Màu trắng chạy viên. Màu trắng chạy viên nha. 32 VBN. Số điện thoại chưa? Hết rồi nha chị Lê Huyền Phương Lê ơi. 32 của VBN có số điện thoại chưa? Chưa? Rồi cái màu xám này 33 này. Cái màu xám 33 nha. Cái này không có nón 33 nha. Màu xám này mọi người ơi. Màu xám rất là đẹp. Số điện thoại và địa chỉ. Rồi đúng rồi. Có nha, còn giữ hết cho mọi người nha, yên tâm. Rồi 58kg mặc ok nha. Có nào cho chị? Có cái nào cho chị không? 33 chị nào? Có Vân Ngô. Trời ơi bao nhiêu mặc được hết á. 32 đẹp ghế, 32 hết rồi nha. Rồi 33 này, chị nào 58kg nhé. 58kg mà ok hết, còn chị nào thích form mà dài dài nhé. Cái này rất là xinh luôn, màu xám nha. Rồi đằng sau là có chữ như vậy nha. Mọi người ơi, vải em bao cho mọi người luôn hai lớp nha. Hai lớp, một lớp bên trong là vải rất là mềm nha. Đồng người quê choa đó. Rồi chị đẹp nào lấy này thì comment giùm em 33 nha. Cái bộ em đang mặc là màu xám này mọi người ơi. 33 màu này nha mọi người ha. Đó 33 nha, cười choa là hiểu rồi đó. Chị đẹp nào lấy màu xám này comment với em 33 nha mọi người nha. Đấy chỉ cái đơn giản thôi. Đơn giản đó đi. Nó không đơn giản. 33 lên Mỹ Phương Lê, cái đó 58kg mặc vừa đó chị lên Mỹ Phương Lê ơi. Rồi màu tím chạy viên nha. Nha. Màu tím chạy viên nha, 33 của chị Mi Lê Phương Lê nha. À, Lê Mỹ Phương Lê. Để em có đọc nhầm sao. Rồi chạy viên nha, tím chạy viên nè. Chị không thích có chữ hả? Ok người đẹp luôn. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment cho em 34 nè. Rồi cái này đẹp đấy. Màu tím chạy viên nha, màu tím chạy viên này mà 34. Chị nào mới mua một cái thì mọi người mua thêm hai cái nữa nha. Chồng em. À, địa chỉ 29
29 rồi, còn 30 thôi hết 29 rồi nha. Lên Mỹ Phương lên, con Trần. Trắng. Con trắng 32 không ạ? À? À, rồi chị nào lấy màu tím này thì comment giùm em này chị. Mi Lê Phương Mi Lê Mỹ Phương Lê ơi, của chị là 33 thì có nha, 32 không có nha, mà 34 nha. Thảo cũng không biết nữa. Rồi mà 34 nhá. Cái này màu tím trẻ viền nha mọi người ha. Đơn giản này, cái này Vân Ngô mặc đẹp này, Vân Ngô này ha. Ok. Rồi, mà cho chị đó 29 đi. Vậy hả? 29 của ai lấy vậy? Vậy 29 Nguyễn Nguyễn Hờ Le, Nguyễn Hờ Le cho em thông tin nhá. Không lấy 33. Không lấy 33 hả? Cho chị. Chị hôm nay có 32 không? Mở ra. 32 hả? Không có như nhưng mà chị Minh Thanh Trâm ơi, không có 32 nha, 32 hết rồi. Rồi 34 nè. Vậy chị My Lệ Phương Lê không lấy 33 hả? Lấy không? Lấy không? Là lấy không này? Răng đi mà lung tung đi. Rồi chị gì hồi lấy đó? Chị Phương hồi lấy hả? Còn không có 32. Chỗ mọi người comment cho chính xác này. 34 màu tím màu thảm mặc nha. Lâu lâu quá là khách rớt hết này mọi người này. Rồi chị rồi ok nha, vậy là 33 em sẽ chốt cho đây 33 chốt cho VBE nha. Chị VBE comment ok giùm em nha, chị VBE nha. Ok thà 34 của Nga Trinh này. Rồi chị gì đó, chị Ngọc Cun Cun ơi, cái chị đó không lên tiếng cho nên mình giữ lại nha. Giờ cái đó em chốt cho mấy chị đẹp rồi, đừng có đổi nữa mọi người nè. Rồi 34 của Nga Trinh. Rồi chị VBE á, chị mà lấy mặt sao anh? Hả? Ok VBE nha. Coi 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 cái này thành lập. Rêu nè, rêu hả? Cái này rêu hả? Rồi 34 ok nha, VBE lấy cái màu của chị Nga, chị Mỹ Lệ Phương Lê. Thấy lấy đây chưa? Mỹ Lệ Phương Lê lấy cái Mỹ Lệ Phương Lê màu trắng, cái màu trắng, cái màu trắng. Cái màu trắng 32. Hết rồi, màu đen đây, chị nào lấy màu đen này comment giùm em mã 35 nha. Mã 35 chị nào mua hai cái thì được giảm nha. Còn chị nào mua một cái thì giá bình thường nha. Ai không chia sẻ ngày mai em chốt ra. Được qua cho chị VIP. Rồi chị đẹp nào lấy comment cho em 35 nha. Mã 35 nè. Hết rồi Lê Thảo ơi, 32 có một cái thôi mà này ai được rồi. Số lượng TK được không? Rồi chị đẹp nào lấy comment cho em sao? Rồi chị đẹp nào lấy comment cho em là mã 35 nha. Mã 35 mẫu này nha, màu đen chị nào hỏi từ nãy giờ nè. Rồi màu đen đơn giản nha mọi người nha. Chị đẹp nào lấy màu đen comment giùm em nha. Mọi người lưu ý nè. Ngọc Cun Cun. Áo khoác không? Áo khoác không à. Này áo khoác không mà like chưa hết nữa. Ngọc Cun Cun ơi, chị kia không lên tiếng cho người đẹp chịu lại mà 29 giùm em nha. Chị đồi lung tung rồi nè. Rồi nha Ngọc Cun Cun nha. Rồi mà ha. Mấy này. Mà 35 này, chị đẹp nào lấy comment giùm em 35 mẫu này nha. Trời em chưa like hết mẫu nha, một mẫu có một cái nha. Giống like hết ngày luôn á. Một mẫu chỉ có một cái thôi. Có trùng mẫu không mà không kiếm mẫu vậy? Trùng mẫu chứ. Cỡ nào chả trùng mẫu. Sao chị coi không được vậy hả? Ok Hương Nguyễn 35 cho thông tin giùm em nha. 36 màu xanh ngọc này. Đây. Màu xanh ngọc nha. Mọi người ơi, mọi người kèm mạng bị yếu quá, chắc là mạng lắc quá đó. Đúng á. Rất người ri đi. Rồi, cho em số điện thoại nha chị Hương Nguyễn nha. Rồi. Mã 36 mọi người ơi. Trời ơi. Coi được không nhờ? Coi được không mọi người ơi? Mã 36 này theo nha. Theo nha mọi người ha, rất là đẹp luôn. 36 chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment giùm em nha. Xem chị có bắt. Cô cũng có 32 đúng không? Có 32 nữa đâu. Rồi 36 chị đẹp nào lấy thì comment giùm em nha mọi người ơi. Hương 32 là cái chi á? Hả? Hương Nguyễn thông tin giùm em nha chị đẹp ơi. Hương Nguyễn thông tin giùm em nha. Rồi màu xanh ngọc mọi người có coi được không mọi người ơi? À cái này này, cái này hả? À, 232 đi hả? Rồi cái này 32 của ta. 32 dành nhau này, phải 32 này không đi? 32 dành nhau phải cái này 32. Rồi 36 ai lấy comment giùm em. Chị Hương Nguyễn 35 thông tin giùm em nha người đẹp ơi. Mọi người mua hàng kèm theo số điện thoại giùm em. Ai mua hai sản phẩm sẽ được giảm nha. Sẽ được giảm nha mọi người ha. Còn mua một sản phẩm thì mọi người không chia sẻ live stream là 130, chia sẻ live stream là 120 và mua hai cái thì giá 140 một cái nhá. Rồi, mà 32 Huệ Nguyễn này, con cái này đẹp quá. 32 Huệ Nguyễn này. Rồi. 58 kg không vừa nha, 58
38kg một nữa. Rồi, Huệ Nguyễn ok nha, 36 Huệ Nguyễn này. Ngọc Cun Cun ơi hết rồi nhá. Hết rồi Ngọc Cun Cun ơi. Rồi. Đó cái bàn này đó. Cái đó 35 không ai lấy. Trời ơi, mẫu mới đọc comment nhìn vốn chứ quen mắt thế. Hương Nguyễn không tin hả? Hương Nguyễn không cho thì lấy ra đi. Cái đó là của chị 32 này em. Không, Thảo Trang không có nha. 32 hết rồi người đẹp ơi. Em đọc không em không em đọc 32, em đâu có đọc 36 đâu. Em đọc cái 35 cái mà. Không. Huệ Nguyễn ok, Huệ Nguyễn này. Phải không? Chỉ có 32 nữa kìa. Đăng trước. Rồi. Vậy. Ok, hết 32 rồi. Huệ Nguyễn này từ từ lên. Từ lên 35 này. Ok, Huệ Nguyễn này, Huệ Nguyễn này. Ừ, cũng được được, cũng được này. Được nha anh Tám. Rồi, chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho mấy bác bạn. Chế Ngọc Cun Cun ơi. Tại em đọc xong em cũng nhớ, tại vì lo nói khách bên ngoài này nữa, mấy người này bên ngoài này. Có hiểu không trời? Không có, cái 32 là của chị Huệ. Trời ơi, mọi người. Trời ơi là trời ơi. Sao mua nữa hả? Huệ Nguyễn. Chế ơi, tại vì em đọc mã 32 xong rồi em đọc mã cái mã kia. Xong rồi. Em đọc mã 32 xong rồi mọc 36 em đọc. Cái đó chốt cho Huệ Nguyễn đi, còn cái kia chốt cho gì đó. Chị Lê Phương Lê là nãy giờ không có, mới được có hai cái kia thôi, không có liên quan tới cái áo này. Trời ơi, nghe đi trời. Nghe tôi đi. Huệ Nguyễn cái đó. Cái màu đen của Huệ Nguyễn. Xong rồi. Chết. Chế Ngọc cũng quân giận rồi kìa. Rồi mã 38 nha, thì Ngọc cũng quân đơ. Trời ơi, em đâu có cố tình đâu mà, nhưng mà em đọc vừa, em đọc vừa 32 vừa 38. Hello. Rồi vừa 32 vừa 36 nha, tại vì bây giờ em nhìn bên ngoài là nhìn bên trong nữa, nó hơi bị nhầm nha mọi người nha. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì mọi người comment giùm em nha. Là chị đẹp mà lấy mẫu này thì mọi người comment giùm em này, màu đen mà có nón á. Không có 32 thì lấy 36 thì em nhận. 32 với 36 là y chang nhau đó mà Thảo đọc nhầm đó. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì mọi người comment cho em mã 38 nè. 38 cho mọi người thông cảm nhé. Đây là 38 nhé, còn nhiều màu trắng khác nha mọi người nhé. Cái mã 32 với mã 36 là một cái nhưng mà cho em đọc á nha. Rồi chị đẹp nào lấy một xả kia mà 29 cho Ngọc Cun Cun ra đi mà chị gì đó. Để ngày mai inbox chị kia. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho em 38 nhé. 38 nhé mọi người ha. Đợi em xí đấy. Hết rồi chị Minh Thanh Trâm ơi, hết 32 rồi nè, cho nên có người giận nè. Hết 32 rồi đó. Rồi màu hồng nha, màu hồng mọi người ơi, mã 39 nè. Không, cũng phải tuyển nhân viên. Đợi đấy này có hai người lẫn á, mình ngơ ngơ hết chứ. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho em 39 màu hồng nha. Có phải là đánh bánh đắt đâu mà đợi đợi nhân viên đâu, ngơ ngơ ngơ. Rồi mà bạn đó, tôi đã lại đọc mã mấy rồi này, tại túi á, 39 đúng là phải nhớ giùm tôi, 39 màu hồng mọi người ơi, 39 màu hồng nhá. 39 này chị đẹp nào lấy comment giùm em nha. Dạ đúng rồi, em đọc 32 xong em đọc chị kia cùng comment trước á, cho nên là chị Ngọc cũng comment sau, cho nên giờ giận mất tiêu rồi. Mà sao mạng yếu không mọi người, ý là mạng có coi được không mà sao cứ rớt người nhỉ? Hay là do em đây, em ngơ 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 ngắt này. Chị đẹp nào lấy comment cho em 39 nha, màu hồng nha. 39 màu hồng nha mọi người ha. Hay giờ em ngơ ngơ gấp gáp cho biết. Rồi mất khách hết nè. Em do em. Rồi rêu. Trời ơi, này rêu chị nào chưa được nè. Ờ chứ thì chưa, hôm nay em chọn cái nào à? Thì chưa à. Rồi rêu chị đẹp nào lấy comment cho em 40 nha. Mà 40 nè. Cái này cái nó mong nó cứ dính cái dây hay ta. Mở ra nè, nó cứ dính cái dây không à. Rồi màu rêu hồi này chị nào chưa chọn được nha mọi người ơi, áo khoác rêu nha, màu rêu nè. 39 của Lê Thảo thông tin giùm em nha người đẹp ha, màu hồng nha. Màu hồng nha người đẹp ha. 39. Rồi màu rêu nè, màu rêu mà 40 nha. Rêu 40 của Sơn Nữ TK. Rồi 41 màu này nha. Chị ơi, chị Sơn Nữ TK 40 là màu này nha. Rồi 41 là màu Thảo mặc nè. Mặt ngơ ngơ. Rồi. Thấy chưa, đây này, một màu rêu thôi mà nó theo như cái kiểu như vậy nè, em sợ mọi người không chịu thôi chứ nó theo này một như vậy đó. Rồi 40 là của chị Sơn Nữ TK nha, Lê Thảo thông tin giùm em nha, Sơn Nữ TK nha. Mã 40 này, 41 là màu Thảo mặc nha, 41 là
là màu thỏm đã đang mặc trên người nha mọi người ha, màu rêu luôn. Màu rêu chị đẹp nào lấy cầm bên giùm em mọi người ơi. Nếu mình mua không mua hai cái nha. Thảo like. Rồi, ok Lê Thảo nha. Thì cũng là Thảo thôi mà bây giờ Thảo phải lo nhìn bên kia nữa, bên kia người ta chưa chuyên á. Rồi, chị đẹp nào lấy màu này thì cầm bên giùm em là mã 41 nha. Số lượng TK ok giùm em nha chị ơi. Số lượng TK ok giùm em nha. Ha? Cái mã 40 là cái màu hồi nãy em dơ lên ha. Còn cái này là mã 41 màu rêu mới nha, theo nha mọi người ha. Rồi, người đẹp nào lấy comment giùm em nha. Comment giùm em nha mọi người ha. Rồi màu tím chạy viền nè. Màu tím chạy viền nha, không có trắng. Trắng chạy viền thì mọi người lấy tím chạy viền nha. Đó. Đó nó cứ dính cái dây mít á. Rồi, màu tím chạy viền nha. Cái đẹp nào đấy thì comment giùm em nha mọi người. Màu rêu mã 41 sử dụng TK đã. Rồi, cái này là màu vàng bơ nha, màu vàng bơ vu xì nha. À, form y chang như cái màu rêu thẳng mới mặc mã 41 nha chị Sơn Nữ TK nha. Form mặc y chang vậy đó, vừa nha, không mặc vừa chứ không có không, form đó form vừa y chang như cái rêu mà mã 41 em mặc nha. Rồi 42 nha mọi người nha, màu vàng bơ nha chị Sơn Nữ TK nha. Chị nào mới mua được một cái mọi người tranh thủ mọi người mua hai cái đi. Có cái có nón, cái không có nón hoặc là màu khác nha. Còn chị xin được TK ơi, cái màu rêu mà chế chọn là y chang cái form mà cái rêu kia nhá. Ha. Rồi, chị nào lấy màu này thì comment giùm em là mã 42 nha mọi người nhá. Màu bơ này. Hello, hello Trọng Nguyệt. Rồi, màu vàng bơ nha mọi người nhá. Màu vàng bơ màu em đang mặc form là như vậy ha. Form này thì 55kg đổ xuống là ok nha mọi người ha. Rồi, mã 42 vàng bơ, chị nào lấy thì comment giùm em nha. 42 vàng bơ nha. Rồi, ai lấy thì comment giùm em nha mọi người ha. Rồi, màu đỏ có nón này. Rồi, tới có nón nha. Chị đó trời. Rồi, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Ừ, chứ bà không mua len này đâu. À, tím viền này, ok này. Tím viền của Luyến Phan nha. Ok này, tím viền của Luyến Phan ha. Rồi, mã 43 màu đỏ nha. Cái này thì 58kg ok nha. Chị nào mà 58kg mà ok, cái này là có dây kéo ha. Cái này là túi dây kéo mọi người này. Rồi, con nón nha. Con nón là 58kg là mặc ok màu này nha mấy chị đẹp nha. Đó, màu có đỏ, đỏ có nón ha. Đây, rồi đỏ form trơn có nón. Chị nào lấy màu này thì mọi người comment giùm em là mã 43 nha. 43 màu màu đỏ này. Ai mới mua một cái, mọi người mua hai cái nha. Mọi người đừng có giận em hay là đợi đợi em xí nha. Chứ bây giờ, no. Ờ, à, đổi. Đúng rồi, đổi phòng rồi nha. Dán cái này thêm để cho nó đẹp nè. Đổi phòng mới nha. Để phòng kia nó bị bí quá. Bị bẩn á. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho em mã 43 nha. Rồi. Mệt mấy anh ghê. Ờ đưa qua cục sạc nào, hết pin rồi. Đưa dây sạc tới liền này gấp liền. Rồi, đó. Chị đẹp nào lấy comment cho em 43 màu đỏ nha. Em lo lắm. Lên chưa? Tắm vô chưa? Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. À, vô đây. 43 Huệ Nguyễn nha. 43 màu đỏ của chị Huệ Nguyễn. Ok chế Huệ Nguyễn nha. Cao khoác màu rêu không chỉ có nha, màu rêu còn nha. Màu rêu đây này, đưa màu rêu đây. Màu rêu đây này. Ơi. 43 Huệ Trương hình như còn đó chứ anh à. Màu đỏ đó còn đó. Ở đây này hèn chi ta nói sao mà tối đi. Ừ. Rồi, màu đỏ mà trơn trơn á. Để cho chị Huệ Trương á, còn không? Còn thì lấy ra cho chị Huệ Trương. Cái màu đỏ đâu đưa lại đưa cho ai rồi? Huệ Nguyệt. Rồi, 43 của chị Huệ Trương. Chế Huệ Trương ơi. Đây này, mở ra đi, mở ra giùm em đi. Rồi, màu rêu đây nè, chị nào hỏi nè. Mở cái bao ra. Nếu mà trơn mở ra. Không phải, ai tên gì? Tên gì? À. Chế Huệ Trương ơi, 43 màu đỏ khác được không người đẹp? Rêu này chị nào lấy thì comment giùm em 44 này. Đây là màu rêu nha. Màu rêu nha, chị đẹp nào lấy rêu theo này thì comment giùm em 44 nha. Form này 55kg đổi lại mặc ok nha. Chế Huệ Trương ơi, cái màu đỏ khác được không? Ý là màu đỏ này này. Màu đỏ này người đẹp. Ý là đằng sau. Ý là đằng sau có đằng trước là D&G nha. Trước D&G rồi đằng sau là như vậy nha. Chữ, cái này có chữ nha chị nha. Có màu đen nha, VVN nha. Rồi chị nào lấy 44 rêu này thì comment giùm em.
Chế Hệ Dương lấy cái này được không? Chọn được cái mà lại không có nè. À, màu đỏ nhá, màu đỏ có nón luôn. Ok không chị đẹp ơi? Rồi 44 comment giùm em nha mọi người nha, màu rêu nha. Màu rêu 44 nha. Đó, chế đẹp nào lấy rêu đây thì comment giùm em nè. Đó, ai hỏi đó. Ai hỏi rêu nha, còn nhiều rêu nha mọi người ha. Còn nhiều rêu ha. Đây rồi 45 đây. Rồi mã 45 nha. Ôi cô bé ngốc này. Rồi cô bé ngốc đi chung với Hoàng Ngân Trần luôn nha. Hình như Hoàng Ngân Trần có hai áo ở đây nha người đẹp. Rồi màu đen theo mã 45 nha. Cái này màu đẹp luôn. Chế Hệ Dương được cái màu đỏ đó không chị đẹp ơi? Được cái màu đỏ đó không ha? Rồi theo này đẹp cực kỳ luôn nè ha. Màu đỏ, màu đen theo này đẹp lắm luôn nha. Rồi chị đẹp nào lấy comment cho mình 55 ký mặc. 55 ký một rộng 3 55 ký. Đỏ trên hả? Nhìn cái đỏ ở dưới đó là gì hả? Cái đỏ dưới đó. Mở đi, khi nào phải hỏi nhá. Tại vì mở cho cái kiếm đường đường to ấy. Rồi đợi em xí nha chị nhá. Rồi, mà 45 này. Không, 40 ký không ngon rồi. Cái này là form nhỏ nha, cái form mà Thảo đọc 58 ký thì nó hơi rộng thôi, chứ còn mà form mà không nón là vừa nha. Rồi chế có đỏ trơn nha, y chang cái đó luôn. Ừ, y chang mà 43 nha, có rồi nha chị Hệ Chương nha. 43 có rồi Hệ Chương. Rồi mà 45 nha, cô bé ngốc ơi, cái màu rêu đó là mặc ok nha. 30 mấy ký mặc được nữa. 55 ký đổ xuống nha, form này form ô Thảo mặc là nhìn biết nè, là nhìn là tùy form khác đi ha. Còn form rộng là Thảo nói rộng nha. Rồi chị đẹp nào lấy 45 màu đen thì comment giùm em nha. Đen theo nha mọi người nha. Áo này bao hai lớp luôn. Mặc rất là mát nha. Mọi người có thể đi ra nắng nó không bắt nắng đâu ha. Không bắt nắng đâu mọi người ha. Rồi, chốt cho em cái đó. Ok, cô bé ngốc nha, đi chung đơn ha. Đi chung đơn nha. À, hiện giờ có cái màu à. Màu này lạ nè. Màu này lạ nè mọi người ơi. Con nón này. Màu này là màu xanh gì ta, mình kêu bằng gì ta? Xanh gì nè. Rồi nếu chị nào mua hai cái thì có đụng dây điện đó. Để nhẹ nhẹ nè. Đụng dây điện nè. Ý là đừng có đụng dây điện, nó rớt cái điện thoại á. Nó rớt cái nào. À, cái màu xanh này lạ nè. Rồi mà 46 nhá. Màu xanh này là màu xanh xanh đậm á, xanh đậm nha mọi người nha, xanh đậm ha. Rồi chị đẹp nào lấy màu này thì mọi người comment lúc này like one luôn. Lúc nào chắc là ngày mai mốt thôi, yên tâm đi chị ơi, để lấy thêm về đã nha. À chị nào có ai muốn tới định là mua áo thun với lại. Rồi 46 Hệ Nguyệt này, 46 màu này nha, 46 màu này đúng không, 46 màu này đúng không. Rồi 46 thì chị Hệ Nguyệt ha. Ok chế Hệ Nguyệt nha. Rồi chị đẹp nào mới mua một cái thì giá là 120 nha, có chia sẻ bài. Còn chị nào muốn mua giảm thêm á, 140 một cái thì mọi người mua hai cái nha. Tại vì hôm nay là ngày tri ân đầu tiên của em ha. 46 ai lấy được thì comment giùm em ha. Rồi mấy chị ơi, gì ta, họ nói gì vậy? Chị nào có cần sơ mi nam hoặc là áo thun nam á, thì nếu mà chị nào ý kiến mà mua nhiều á, ý là có mua á, thì em có mối nhá, em có hàng. Nhưng mà rất là rẻ luôn. Nói chung á, mọi người vô mua áo thun nam hay là chất á, thì em bao rồi, em đã đi coi chất rồi. Nhưng mà em biết là áo thun nam hay là sơ mi nam, không biết là có ai mua không. Nếu mà mấy chị mà mua thì em đưa về nha. Đảm bảo là mấy chị đi hàng shop là không có giá đó đâu. Sơ mi nam hay là áo thun nam thì đi hàng shop cửa nào tệ nhất phải 200 mấy hoặc là 140 mấy. Em bán thì rẻ lắm nha. Có khi là dưới 100 ngàn nữa nha. Có khi là dưới 100 ngàn nữa chứ mấy chị ơi. Có ai hưởng ứng không? Rồi chị nào thích áo con nón màu xanh đầu kim. Rồi cái này có hai màu này. Màu đen nha, màu đen và màu trắng nha mọi người ha. Xong sơ mi cặp thì không có này. Sơ mi cặp hình như là biết nữa nhưng mà không có nha, ít lắm. Tại vì thường thường ít ai bán hàng cặp lắm. Ít ai mà mua cặp này. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment giùm em 47 nha, có đen và trà. Cái này 58 ký mặc ok nha mọi người nha. Cái này có nón, có đen và trắng nha. Chị đẹp nào lấy màu này thì comment giùm em nha mọi người ha. Rồi, ai không chia sẻ bài thì giá là 130 nha mọi người ha. Nếu mà không chia sẻ bài thì giá 130, còn nếu mà chia sẻ bài thì giá 120 thôi. Nếu mà ai mới mua có một cái thì bây giờ mọi người mua thêm một cái nữa ha. Là giá của nó chỉ có 101 một cái thôi ha mọi người ha. Cho nên là nếu mà chị nào đã mua một cái rồi thì mọi người tranh thủ mua một cái nữa đi ha. Giá nó rẻ hơn nha mọi người ha. Rồi mà 47 mẫu em đang mặc này sẽ có trắng và đen nha mọi người nha. Cái này là con nón trắng đen nha. Từ đây tới tối chắc chưa hết màu đâu, thiệt sự luôn. Tại vì một cái nó có rất là nhiều màu. Một màu ý là một cái một màu nhé. Ở Sài Gòn, mình ở Sài Gòn bình thường.
Rồi chị đẹp nào lấy 47 thì comment giùm em nha, có trắng và đen nha. Không chia sẻ livestream thì buộc lòng là phải giá là khác cho mọi người ha. Mọi người ha. Rồi màu tím nè. Mấy rồi ta? 48 nha mọi người ơi. Cái này đẹp nè, thiệt sự luôn. Vân Ngô đâu nhỉ? Vân Ngô đâu? Hỏi đơn giản đâu Vân Ngô này. Vân Ngô này hỏi đơn giản này. Rồi màu tím nha mọi người. Mà chạy viên này, cái này y chang cái mã 32 luôn nhưng mà nó là màu tím nha mọi người nhé. Để em kiếm hàng này. Cái này đầy quá trời đúng không? Màu nhiều cái nha. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment giùm em mã 48 nha. Cái này là màu tím nha. Bao đẹp luôn. Hả lấy cái đó hả? Lấy cái đó. Đó đẹp không? Ồ, đây mấy cái nó mang đẹp không? Mấy này thì mình hay có đây nè. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment giùm em nha mọi người ha. Mấy hàng? 48. Màu tím chạy viền Adidas nha. Màu tím chạy viền Adidas. Cái này áo khoác bông bô này có hai lớp nha. Dây kéo rất là xịn nha mọi người ha. Đen hả? Đen mà gì? Có màu đen như vậy không chị? À, màu đen như vậy hả? Không có này người đẹp ơi. Chị Minh Thanh Trâm, đen là đen có nón đúng không? Đen mã 47 đúng không chị Minh Thanh Trâm ơi? 48 chị đẹp nào lấy comment giùm em nha. Chị Minh Thanh Trâm đen có nón đúng không? Cái này là tím rồi, cái này là 48 tím rồi. 47 đen giống vậy này. 47 đen giống màu trắng này đúng không chị đẹp ơi? Chị đẹp Minh Thanh Trâm ơi. Áo khoác này bao mát nha mọi người nha, nó có hai lớp lận nha, rất là mát nha. Minh Thanh Trâm này hả? Chị đẹp hả? Màu đen mà của cái mã 47 đúng không? Chị đẹp ơi. Rồi màu hương. Màu hương. Em không bán. Rồi chị đẹp nào lấy màu hồng này comment với em 49 nha. Mấy bạn Thảo vừa coi vừa thảo vừa chút hàng của mình. Rồi chị nào lấy 49 mình nên châm đâu ta? Cái nào người đẹp ơi? Rồi màu hồng nha. Màu hồng. Màu đen. Màu hồng nha mọi người nha. Mã 49 này. Sao nó ché ché vậy ta? Sao nó ché ché lại rồi ta? Sao nó xấu xấu rồi đây? Rồi lấy tím này viền cho chị xem lại. Lấy tím. Đừng, mai là áo len. Có, mai là áo len nha người đẹp. Người đẹp Phượng ơi, mai là mặt áo len nha chị Lê. Lấy tím này viền cho chị xem lại nha. Ôi luyến fan hả? Kiếm cái tím luyến fan. Chị kiếm được không? Không. Tím viền đó. Không, còn chị á, hồi nãy chị lấy á. Đúng rồi đó bà. Chia sẻ bài giùm tôi bà ơi. Chế luyến fan cái này hả? Chia sẻ bài của nhóm giùm Thảo đi đi anh. Chia sẻ bài. Chị nào lấy mẫu này? Chắc thế không? Có thỉnh thoảng hiện lên. Chắc thế. À vậy ha. Rồi lấy màu đen cho chị Minh Thanh Trâm đi. Lấy đi rồi ngày mai Thảo chụp hình cho chị chế nha. Rồi mà 49 nhá. Ủa chị Luyến Phan hỏi cái tím viền này hả chị hả? Hay là cái tím viền chị đã lấy? Hôm nay chị lấy cái tím viền rồi hả? Rồi 49 màu hồng Thảo mặc nhá. Rồi giá nếu mà mua hai cái là giá 101 thôi nha. Giá 101 một cái thôi mọi người ha. Rồi bên Thanh Trâm lấy cái đen đi. Ủa chế không cái chị đặt á. Ừ lấy cái của chị đặt kìa. Đây này mấy ai mấy ba. Hơi tối á. Hơi tối không có bị chi nè. Bị gì rồi nè. Bị gì nè. Minh Thanh Trâm. Đọc comment cùng bạn với. Mấy bạn. Lấy nhiều. À dạ không chị ơi. Chị giá sĩ phải ôm lô nha chị nhá. Lấy nhiều. Lấy nhiều. Mà lấy nhiều phải lấy nha. Dạ nhưng mà ý là lấy nhiều à. Thì ôm lô giá xỉ là khác chị nha. Rồi màu xám có nón mọi người ơi. Mà 50 này. Rồi like từ đây tới tôi chứ hết mẫu nó cứ một mẫu có một màu à. Một cái có một cái. Cái hai cái vậy. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho em mã 50 nha. Mã 50 nha mọi người ơi. 50 nha. 50 mọi người. Cái này là màu xám và có nón 58kg mặc ok. Chị nào mà muốn mua có nón màu xám này nhá. Giá của nó nếu mà mua hai cái là 101 nha. Bảo Anh rồi chia sẻ bài giùm tôi Bảo Anh ơi. Bảo Anh. Rồi tôi sẽ kiếm sẻ bài tôi kiếm tiền tôi gặp Bảo Anh này. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho em mã 50 nhá. Đây là đường của chị Luyến Phan đâu. Chị Luyến Phan á, ý là cái màu tím của Luyến Phan là có viền á cho chị coi lại á. Rồi mã 50 nha, mã 50 nha. Chị đẹp nào lấy xám thì comment cho em 50 nha mọi người ơi. À cái này y chang như mã 32 luôn nhưng mà mẫu này có nón này. Một đây y chang như cái mã 32 mà hồi nãy mọi người dành nhau này. Đây 32 luôn nhưng mà cái này có nón nha mọi người nha. Rồi mã 51 đây. Mã 51 nha, không nha, không có áo mắt đâu đôi đâu.
không có bán áo đôi nha. Đây mà 51 đây, chụp lên đi. Đây cái này có nón nha, cái này y chang như mã 32 màu trắng luôn, nhưng mà bây giờ cái này là màu xanh đen nha. Và đặc biệt là nó có nón nha mọi người ha. Rồi, 51 của VBE này. VBE này. Chị Luyến Phan ơi, đây này chị này. Đây của chị đây nha. Chế ơi, cái hồi nãy của chị là viền này nha chị nhá. Đây, viền này đây chế ha. Đây nha chế Luyến Phan nha, ok giùm em ha. Đó. Thấy chưa? Rồi. Được chưa nhờ? Màu đen nhiều quá, màu đen theo nhiều quá trời luôn này. Màu đen theo có nón rồi mấy chị ơi. Cái đen form to hay nhỏ thế, chị mặc nhỏ thôi nhé, nản ghê có không được. Sao vậy hay? Sao? Không form lên trong mặc được nhá. Áo đôi là áo nữ á, chứ không phải là áo áo nữ không đâu. 51 còn không? 51 xanh đen á còn không? Kiếm đi, ngồi ngồi kiếm hàng được. Cái tương tự cũng được, cái là xanh đen mà có nón cũng được mà được. Mở ra đi. Mở đợi em xí nha chị Luyến Phan nha. Rồi mã 52 nha. 52 màu này. À chế ơi, cái mà màu xanh đen á, nó không nón thôi, không nón đi chang cái viền tím của chị á. Đây, a à, con ha. Rồi 52 màu đen nha, 52 màu đen nha. Con chế 51 con lấy, đừng đổi nha, lấy anh, đừng đổi Luyến Phan nha. Lấy nè, chế ơi, 51 con nha. Rồi kiếm hàng đi chứ chẳng không lẽ lấy một bộ một cái mà có. Sáng giờ lấy trùng mộ nhiều mà. Rồi chị đẹp nào lấy 52 màu đen đi theo thì comment giùm em nha. Giá của nó là 130. Chị sẽ lấy chim 120 nha. Rồi chị Luyến Phan. Tôi lấy nào. Phải nào. 52 chị Luyến Phan ơi, lấy cô. Lấy đứng đổi nha. Rồi chị đẹp nào lấy màu này thì comment 51 còn lại sao rất màu vậy. Vậy hả chị Lan Hương hả? 52 màu thảo mặc chị đẹp nào lấy comment giùm em nè. 40kg mặc vừa nha, trừ trường thoa nha. Ôi ơi. Ôi Nga Trinh này. Có quán nào không không nha? Không nha, không không chị ơi. Còn đồ cho chị hỏi. Đó tôi biết mà, thấy chưa? Trời ơi, tôi hiểu khách quá mà. Khách ta kiếm vào đội này. Rồi đội cho chị một tí. Rồi ok, người đẹp luôn. Rồi mà 52 nha. Tôi hiểu quá luôn rồi, tôi bán là tôi hiểu luôn rồi. Cái tím viền. Cái tím viền hồi này chị lấy đó, bây giờ mình đổi ra. Rồi. Hiểu không? Có phải cái này. Tím viền của chị hồi này đưa cho chị dơ cho chị coi chưa à. Rồi ok nha chị Luyến Phan nha. Rồi mà 52 comment giùm em nha mọi người ơi. Rồi có lại màu xanh đen mà có viền này. Có xanh đen chạy viền nha, xanh đen chạy viền không nón cho mọi người ha. Rồi, lại cũng hết màu luôn á. Mặc liệt luôn á. Vậy hả chị hả? Tại vì em like iPhone á, cho nên hình như mạng bắt nó yếu hay sao á. Cái mạng không hiểu sao mà lúc nào cũng bị kêu yếu. Cái mạng nhà em không hiểu lúc nào cũng bị chơi yếu à. Rồi 53 nhé, 53 màu này. Ai coi được. Để ai coi 53 nha, 101 một áo thôi. Nếu mà chị mua hai cái nha mọi người nha. Còn nếu mà mua một. Ok chị Liên Phan, nếu mà mua một cái á, là giá 130 nha. Mua một cái giá 130, ai không chia sẻ bài 130 nha. Ai chia sẻ bài 120. Mua hai cái là 101 một cái thôi nha mọi người ha. Rồi 55kg mặc đẹp nè. Đây 55kg đổ xuống là mặc đẹp nha. Từ 30 mấy ký mặc cũng được nha mọi người ha. Rồi 53 chế Huệ Nguyệt nè. Màu đỏ. Màu đó có màu khác không? Chị Lê Trang, Lê Trang, Trang Lê Trang. Màu này hả? Cái này chị đi. À có màu tím. Có màu tím người ơi. Ôi trời ơi. Rồi nhân viên em thông minh lên tí rồi đó. Nhanh rồi đó. Rồi 54 nè. 54 nè. Nó chưa tắm luôn kìa. Tội. 54 nha. 54 người đẹp. À, Lê Trang, Trang Lê nha. À, màu thảo mặc á, cái màu chạy viền nó còn màu khác không? Chứ là còn màu này không. Hết rồi. Ờ. À. Rồi chị đẹp nào lấy màu chạy viền này thì mọi người comment cho mẹ là mã 54 nhá. Chị ơi, cái màu xanh đen nó có màu chạy viền màu tím nhá. Đây màu tím đấy nha chị á. Ủa cái này nó lạ kìa. Nó nhìn lạ nha. Theo hả? Gì đó. Rồi 54 lấy khô của em bao nhiêu cái anh chị? Nhiều này, nhiều hay cũng mà tính tưởng chắc là hả? Thùy Nguyễn hả? Chắc 5-6 cái đó. Mua xỉ à, mua xỉ hay sao? À, ý là mua về bán hay sao? Mua về bán hay sao chứ? Có cái màu xanh đó đẹp. À còn màu xanh này nữa này người đẹp Lê Trang ơi. Đây đây.
chạy viên mà có nón màu xanh này nữa nè, ý là chạy viên có nón mã 55 này nữa nè ha, ý là chạy viên như vậy nhưng mà lại có nón nha, màu xanh này nữa ha, mã 55 nha. Của chị Huệ Nguyệt chắc là mấy cái rồi, ngày mai Thảo chốt cho nha. Chị nào mà cần chốt hàng thì cứ inbox em trả lời nha mọi người nha, inbox Facebook em nha. Và nhớ là gửi lời mà kết bạn cho em đi, rồi ngày mai mình mua áo len để nha mọi người ha. Mai đi đơn đúng không? Rồi, mà 55 nha. Ồ vậy hả? Đúng rồi á. Cái này mà về bán thì chị bán 200 mấy cái tao mua à. Đây chị về bán tha hồ lời luôn. Có màu hồng xám hả? Màu đi hả? Ồ. Màu hồng á thì loại khác thôi, chứ cái viền này không có màu hồng nha. Màu hồng thì loại khác thôi. Rồi mà 55 này, 55 màu này chị đẹp nào lấy thì comment giùm em. Chờ cái này chị mua có 100 mấy thôi, 101 thôi mà chị về chị bán là thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy màu này thì comment giùm em mã 55 nha. 55 nha mấy chị ơi. 55 nha. Ok. Ok chị đẹp. Đừng có đụng cái cây. Rồi 55 chị nào lấy thì comment giùm em nha. À cái này lạ nè mọi người nè. Không phải khoác dù đâu. Khoác bông bô nhưng mà cái chất của nó không phải là dù như mọi người muốn hay mua hàng xưởng đâu. Cái này là hàng sắp xịt đây. 55 của Huệ Nguyệt. À, cái này là hàng bông bô nha, hàng bông bô mọi người biết rồi đó. Nếu mà mọi người vô shop á, thì mọi người mua với giá là chị nào mà mua về bán thì em nói thiệt rất là bao lời luôn. 55 Huệ Trương ok này. Ok chế Huệ Trương nha. Ok, ok người đẹp. Rồi mà 56 nha. 56 nha. Mà 56 màu này đi làm gì nha. Cái màu xanh đen nè mọi người ơi. Hết rồi hả? Hết rồi chị Huệ Trương. Rồi 55 hết rồi chị Huệ Trương ơi. Chị Huệ Nguyệt lấy rồi nha. Huệ Nguyệt lấy rồi. Rồi mà 56 này. Cái này mọi người mà mua về bán á, hoặc là ai mà mua về mà ai mà mua bán lại á, bán lời lên cho em nha. Bao lời luôn nha. Rồi mà 56 này cái màu xanh đen nha mọi người nha. Cái này có nón cho mọi người. 101 một cái thôi mà về mình bán 150 thôi là mình có ăn rồi đó nha. Chị Huệ Trương ơi xanh đi. Có y chang này nhưng mà có nón. Cái này xanh không có nón. Cái này không có nón nè. Rồi chị đẹp nào lấy màu này thì comment giùm em nha mọi người ơi. Comment giùm em nha, mã 56 nha. 56 màu xanh đen nha. Chế Huệ Trương ơi màu xanh khác được không? Xanh khác được, không có nón này. Chị nào chạy viên mà không nón đây. Này chị nào kêu chạy viên mà không nón này ha? Chị nào hỏi đây. Cái này y chang như cái mã 32 này. Chị nào chạy viên mà không nón đây. Mã 57 giùm em nè. Ừ xui gì. À được, thoải mái nha. Thảo quen bưu điện thoải mái xem hàng trước nha. Thoải mái xem hàng trước. À, được kiểm tra hàng nha mọi người nhé. Ai muốn kiểm tra hàng cứ. Nhưng mà phải nói với em trước để em nói bưu điện lập sự vụ nha. Quay sau em đưa cho chị có cái xanh đen em mới quăng ra đâu. Rồi đây em xí này quay sau lưng này. Đây người đẹp ơi. Sau lưng là như vậy này. Rất là bụi ha. Rồi mà 57 màu xanh em đang mặc nha. 56 này chị đẹp Lan Hưng ơi. Mua thêm cái nữa đi nha. Chị nào mới có một cái mua thêm cái nữa đi cho nó giá nó rẻ nha. Lâu lâu mới có một đợt thôi chứ người ta kêu không hàng này không có liên tục nha mọi người nha. Hàng này không có liên tục nha. Rồi chị đẹp nào lấy màu này. Màu đó nhỏ không. Màu đó này nhỏ chứ chi nữa. Thế chí chị Lê Ngọc à, Trang Lê Trang ơi. Rồi chị Lan Hưng ơi có lấy mã 56 không? 57 Huệ Nguyễn này. Cái này 57 đây này. Rồi có 56 được không nha chị Lan Hưng ơi. Đằng sau lưng như vậy này có cần em mặc lại không ha? Có cần em mặc lại cho chế con nha. Còn cái màu này lạ quá này. Còn cái màu này là 37kg mặc ok nha. Cái đó là nhỏ rồi đó. Cái đó là nhỏ rồi nha. Bao nhỏ. Rồi cái này 60kg mà. À, có hồng không chị trắng cũng được. Có bà ơi nhiều lắm hồng với trắng đầy luôn. Rồi cái này lạ nè. Cái này mua cho này ông được cái tờ ơi. Cái này chị nào mà mua cho con trai á mà to người xí mặc cũng được nè. Rồi 58 nha. 58 nha mọi người ơi. 58 nha. Có hồng nha Trần Thoa ơi. 58 chị nào lấy comment giùm em nè. Đem cái đó. Cái nào vậy? À, cái viền chạy xanh đó hả? Hết rồi người ta lấy rồi chế ơi. Có viền tím thôi chứ người ta lấy rồi. Người đẹp ơi, người đẹp thì cầm bánh liền nè. Chế. Để em thêm. Để xem. Để rồi ok Lan. Chế Huệ Nguyệt ơi, nhường cái mã 57 cho chị Trần cho chị Lê Trang Lê giùm em được không? 58. Chế Huệ Nguyệt mua về bán nhường được không? Mặc lại cho em coi một không chị em mới coi coi à. Ờ được, đợi xí nha Trần Thoa ơi, nhiều lắm, màu trắng nhiều lắm, đợi xí đến nguyên nhà màu trắng này. Chế Huệ Nguyệt, nhường được không? Tao, mặt tao hơi tốt ra. Huệ Nguyệt,
Nga Trinh ơi, 58 hết rồi chị Nga Trinh ơi. Màu trắng nè. Ơ màu trắng có nón hay không nón đây? Màu trắng có nón không? À, Trần Tha ơi, thế thì nguyện nhường cho chị kia được không? Hay là lấy luôn? Tại nhiều mẫu quá nè. Lê Trang. Lê trắng, trắng lê. Chị yên tâm hàng của bạn này ok, chị đã mua mà. À, cảm ơn chế Nguyễn Thanh nha. Cảm ơn chế Nguyễn Thanh nha. Ơi màu trắng có nón không nón rồi chơi luôn này Trần Tha đâu. Yên tâm đi ha. À cái màu xanh chạy viền á. Nhờ. Có phát cho Nam 50kg cầm mấy sao. Chị ơi, cho Nam mà Nam mà ý là Nam mà Nam con nít á thì được nha. Không có mà mấy cái bộ này có nè. Con mét 6 mà được hết á. Nón có nón hết nha. Đi này. Cái màu xanh chạy viền á. Cái này nè. Con nón em đi nắng nhiều lắm. Đây này bà ơi, màu trắng đây luôn nè. Rồi, màu trắng trơn cũng có mà trắng có thêu cũng có nha. Chế mà rồi cái chị đó có lấy không? Trang lên Trang có lấy cái này không để kêu chị nó nhường này. Không, cái viền. Cái viền mà không có nón á. Vậy hả? Đúng rồi, yên tâm đi, chất bên em thì chị yên tâm ha. Giữ cái đó ra đi. Rồi. Có hả? Rồi, Huệ Nguyễn này nhường ấy, tại mình mua nhiều nãy giờ mà mình về bán mà nhiều mẫu mà. Đợi nhé. Không, Trang bán đâu. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment giùm em nha. À 17 tuổi hả chị ơi, có nhá, tại có 50kg hả, mét 6 còn được nha. Không đi chị. Ờ, bà em lấy 100 hả. Nè, cái này là chị Huệ Nguyễn nè, nhường cho chị Lê Trang cho Lê nha. Tại vì nãy giờ chị cũng chọn nhiều cái màu xanh này lắm rồi, yên tâm đi nha. Nha, được rồi. Nếu mà Lê Trang cho Lê lấy thì cho em thông tin nè. Tại sao bà không lấy cái màu trắng này hả? Lấy cái màu hồng mà bà. Rồi màu trắng này mai lấy hả? Ồ, cái màu hồng này. Để xíu. Nè, có nón nè. Màu hồng có nón nè, mà có một cái này thôi đó. Không nhường hả? Không nhường, vậy là Trang lên đây, Trang không có nha. Rồi bà ơi, Trần Thoa lấy cái này thì comment giùm em mà 60 nè. Chưa hết rồi đó, màu hồng mà có nón là hết rồi đó. Nha, ta lấy hết rồi. 58 cũng cầm tú nha. Cái vừa rồi á, cái màu trắng vừa rồi á. Rồi mà 60 đi. Không có nón nè. Trời ơi, bao xinh luôn. Rồi, bao xinh luôn nha. Không nè, ủa con cái nữa hả? Đây nè. À con hả? Đây cho chị. Đó, không, cái này không có nón nữa. À. Màu trắng chị lấy rồi, ok chị cầm tú nha. 60 của. Và để nói Trình Pha, Trình Pha mà có lấy cái này không Trình Pha này. Vi. V... 60. Rồi, cho số điện thoại nha, 60 Trình Pha tại vì biết không? Hỏi nha, công tình hỏi này giờ hết rồi, 60 hết rồi, Minh Thanh Trâm hết rồi, chị VBA ơi. À, có không nón cho cô Bé Ngốc nha, còn hồng không nón đâu, hình như có em hàng. Rồi Trần Tha cho em thông tin nha, chị VBA, chị Minh Thanh Trâm với chị kia hết rồi, chung đơn với Hoa Kim ok. Ủa Hoa Kim có mua đâu bà? À nhớ rồi, nhớ rồi. Ờ cái này còn này, hồi này chị nào lấy nha, nhưng mà không nón nha. Ơ chị ơi, con trai nào đây, ai đây, ai hỏi trai đây. Đây này, cái này nam mà 17 tuổi mặc được này chị này, 17 tuổi này. Rồi mà 61 này, Trần Thoa là Hoa Kim nhận hàng được không? Hoa Kim nhận hàng giùm nhá. Rồi, trai này, trai nha, không, đây này chị ơi. Hết rồi chị Huệ Nguyên, 60 chị sau rồi, không có được, hết rồi, màu hồng hết rồi nha. Đây, con trai đây, trai nào đây, 61 này. Chị nào mà mua cho con trai mà đi học ha, hoặc là cấp 1, cấp 2 gì đó cũng được nha. Nào mà con này nhỏ là mặc ok nha. Thích màu xanh kìa. À sao hả chị? Hoa Kim có cái nào không? Hoa Kim có cái nào không nhờ? Hoa Kim có cái nào hết? Thôi để nói Hoa Kim mua. Để kêu Hoa Kim mua nha. Rồi 61 này, 61 màu này nha. 61 của Huệ Nguyễn này. Thế Huệ Nguyễn mua nhiều đó là phải trồng trước rồi nhá. 61 Huệ Nguyễn này, cái này mua về bán là lời bao lời luôn á. Lâu lâu mới có này, 62. Mình nên trâm ơi, lấy cái này này đẹp này. Chị nào chưa mua lấy cái này với mọi người này. Đây. 62 nha. 62 nha. Tôi cần miếng nước đi, khát nước quá. 61 cô Bé Ngốc mà còn đúng không vậy? Nó còn cái gì đó vậy? À cái đó hết rồi cô Bé Ngốc ơi. Rồi cái này đẹp ghê á. Trời ơi, cái này báo đẹp luôn. 62 mọi người. 62 mọi người ơi, báo đẹp. Con chạy viền mà có nón nha, chạy viền mà có nón mọi người ha, rất là đẹp luôn á, sử luôn.
cái này hồi này chị nào đặt mà không có này, ý là không chốt này. Rồi 62 nha, 62 chị nào lấy comment giùm em nha, cái này báo đẹp luôn á. Cái của chị đó đặt không có này, 62 của Lan Hương. Ồ cái đó đẹp đó người đẹp, trời ơi. Ủa. Đây này. Rồi 63 nha, cái này là màu xanh đen. Màu xanh đen nha, à, chị nào 30 mấy ký hay là nhỏ ký thì mặc với cái màu này ha. Mỗi mấy màu mà không nón thì đa số là nhỏ hơn nha. Đa số là nhỏ hơn nha mấy chị nha. Đó lưng ha, từ sau lưng cho chế nè. Trời cái đó y chang luôn, cái đó Adidas đó. Đưa 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 cho chị nè. Đây nè chế ơi. Đây nè Adidas nha. Đó, cái màu này là báo xịn luôn. Em thấy là màu này đẹp á, chị viền đẹp nha. Đó, rồi mà 62 nha. Đó đơn giản thôi, sau lưng chị có Adidas thôi ha. Rồi 62 màu này, chị nào nhỏ ký thì lấy cái này nha. Không biết nữa. Mà người đẹp ơi, người đẹp mà đi đến đầu tiên mà như đi là phải truyền cho mém nha. Không thôi chắc phải để đếm nhắn tin với chị nha. Thì giờ em cũng không biết nữa nha, em like cũng không biết nữa nha. Rồi 62 màu xanh đen này, chị nào lấy comment giùm em nha. 62, rồi màu rêu ai lấy đây? Ai lấy rêu không? Ai lấy mà. Ồ em không biết nữa. Số 2 mà. Số ok ra nương. Số 2. Rồi của Minh Thanh Trâm nha. À 63 hả? À 63 của Minh Thanh Trâm, ok. Sorry. Sao bị hoài trời, sao tôi đọc sai vậy? Sao tôi đọc quá hoài à. Rồi 64 này, 63 của Minh Thanh Trâm nha. Rồi 64 này, 64 màu rêu nha. Cô Bình Ngọc ơi hết rồi nha. Em à. Ồ em xin lỗi chị, 63 đó, 63 đó, cái xanh đen này ha chị Minh Thanh Trâm nha. Cái này nhỏ rồi, ok rồi, cái này thì Minh Thanh Trâm mà ok nha. Em đọc sai nhé. Đây 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 đây. Rồi mà 64. 64 nha, ok Minh Thanh Trâm rồi ha. 64 nha. Em cũng không đọc rồi, em cũng nhớ. Rồi 64 chị đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. Mà 64 nha. 64 ha. Đâu ta? À đây. Cái xanh đen này á, cái xanh đen hả? Còn cái xanh đen còn. Xanh đen không nói. Không nói. Kiếm cho cô gốc thêm cái này nè. Ờ xanh đen nón bà ơi, xanh nón. Đây. 64 của Dung Mây Mây hả? Dung Mây Mây cho em thông tin nha Dung ơi, cái xanh đen. Dung Mây Mây cho em thông tin chị Dung ơi. Đây cái xanh đen đây, cái xanh đen khác đi. Nhá, xanh đen khác nha cô Ngốc ơi. Cô Bé Ngốc ơi. 64 cho em số điện thoại chị ơi. À 130 nếu không chia sẻ livestream, chia sẻ livestream là 120, mua 2 cái thì 101 một cái nhá. Còn còn đen bông bơ. Ờ đen bông bơ hả? Đen hả? Đen mà có nón không? Rồi mà 65 này. Chị ơi nếu mà chị mua 2 cái thì 101 một cái thôi nha. Còn nếu mà mua một cái thì nếu mà chia sẻ nha. Em ngày mai em ngồi kiểm tra hết rồi, tại vì em coi like lại nha. Em coi lại em chốt lại đàng hoàng nha mọi người ha. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment 65. Cô Ngốc lấy cái này đẹp nè, màu xanh đen này đẹp nè. Chạy viền hai bên mà đơn giản nha cô Ngốc nha. Lấy cái 65 này giùm em ha. Rồi chị 64 cho em thông tin nha. Chị ơi mã 64 cho em thông tin nha. Rồi 65 này ha. 65 chị Hèn nói này. Cái này này cô bé Ngốc nè. Cái này cô bé Ngốc mặc đẹp nha, màu xanh đen nha. Mà form vừa luôn, 40kg này người ơi. 40kg y chang cái đó luôn. Nhưng cái đó là theo một bên. Còn cái này là chị viền nha. Rồi mã 65 nha. Rồi cô bé Ngốc này. Ủa 64 không cho thông tin thì bỏ ra nhé. Rồi cô bé Ngốc. Rồi hai cái thì có 101 thôi nha. Hai cái thì 100 có lộ. Hai cái thì giá của một áo chỉ có 101 thôi nha mọi người nha. Không phải là hai cái 101 đâu mà chết ạ. À. Nha. Mọi người nha. Rồi, rồi cái này y chang như cái mã của chị Mỹ Thanh Trâm này nhưng mà nó là màu xanh này. Rồi màu xanh ngọc nha, bao mát luôn nha mọi người ha. Mã 66 nha, bao mát luôn. Chị nào mà mua một cái rồi mọi người ráng tranh thủ mua hai cái nha. Thì mua hai cái mình sẽ được rẻ hơn. Và đi đâu vậy nha, 64 Dung Mây Mây đúng rồi, cho số điện thoại nhé. Nếu mà mua một cái rồi mọi người mua thêm một cái nữa giá có 101 thôi, đi đâu cũng có đâu, thiệt luôn á. Em là em bán là để mà câu khách thôi, chứ em bán không có lời bao nhiêu đâu, có lời chứ không phải không lời nha. Có lời nhưng mà không có bao nhiêu đâu mọi người nha. Rồi mà 66 nhé, đây màu xanh nha mọi người nhé, màu xanh này bao mát luôn. Còn hồng không nón không ta, có hồng không nón. Hết hồng mọi người. 66 của Ngọc Trinh của Nga Trinh này. Ok chị Nga Trinh này. Gửi ok.
đi ngủ hả? Ngồi coi xí đi. Còn màu đen ai lấy không? Còn màu đen ai lấy không này? Màu đen nhiều lắm này mấy chị ơi. 67 này. Theo nha, màu đen. Pháp combo 27 nha. Rồi chị nào mới mua một cái mọi người cứ tranh thủ mua hai cái đi, giá rẻ nha. Lâu lâu mới có thôi mọi người ơi. Rồi 67 nha. Đây. Đó, một mã. À, mọi người yên tâm là màu mua không có trùng mẫu đâu. Có thể luôn mua không trùng mẫu đâu, từ nãy giờ là mẫu nào cứ một mẫu có một cái hai cái thôi nha mọi người nha. Rồi. Cái đẹp nào lấy comment giùm em nha. Áo khoác này mọi người đi chơi cũng được, đi làm cũng được nha. Có nón thì thích có nón thì em like, có nón thì nào không nón thì like không nón nha. Rất là bụi nha. Rồi mà 66 à 67. Đúng rồi. 67 nhá. 67 mọi người ơi. Màu xanh đen nha, của chị một cái nón một cái không. Giờ mà nhớ chết liền. Thì chị mua cái chi thì em chốt cái đó, này giờ lát hơn chốt không có sai cái nào đâu nha. Còn mai gọi điện rồi chốt lại lần nữa nha. Giờ nói biết liền, giờ biết ai là ai không biết nha. Rồi người đẹp nào lấy comment giùm em mà 67 này, màu đen nha, màu đen này. Ai mà thích con nón thì nói em like nón nha, còn ai mà không thích con nón thì nói em like không có nón nha. Mấy giờ rồi mình đi ngủ hết rồi nè mọi người nha. À còn màu xám này mọi người ơi, màu xám nha, màu xám có nón ha. Mà 68 này. Khổ họng luôn. Like xong chút bệnh lại. Rồi mà 68 nha mọi người. Nha ơi, màu này đẹp ghê á. Đẹp quá. Cái này rất là đẹp luôn. À cái này có màu đen, màu trắng nhá. Màu đen, màu trắng và màu xám này. Ôi ơi, đẹp quá mọi người. Cái này đẹp này. Cái này là màu xám, màu trắng và màu đen nha mọi người nha. Cái này thì có nón ha. Nếu mà mấy chị mà mua thì mọi người nếu mà mua một cái rồi á thì mình cứ chốt thêm cái này nha. Ý là không có giống màu đâu, rất là nhiều màu khác nhau nha. Có trắng nha. Cái này thì có trắng rồi nè, có trắng, có đỏ, có lột, có trắng nha, có đen nữa nha mọi người ha. Rồi mà 68 nha. 68 thôi. Đúng rồi. 68 nha mọi người ơi. Ôi chấm bài giùm em đi, ai ở đây chấm bài giùm em, lên tiếng giùm em đi. Sao mà mọi người im ru quá vậy mọi người ơi? Ngủ rồi à? Hả? Chấm bài tương tác đi. Tao tình ngủ nè. 68 tộc tây mà lâu ngày không mà. Màu gì nha tộc tây? 68 xám Minh Anh Trâm nè. Tộc tây ơi, màu gì nha? Trắng đen này nha tộc tây nha. Đây đen đây. Đây là đen đây. Ok xám này. Lê Trang mua được cái nào chưa vậy? Đâu có nhiều. À đen của tộc tây nè. Rồi trắng nữa nha. Đây mặc đen cho. 68 trường phật. Anh ơi. Mua thiệt nha. Anh ơi, mua thiệt nha. Cái này cái màu 68 là màu chi nha mà mua thiệt nha. Rồi. Ok Nga Trinh nha. Ok chị Nga Trinh, ngày mai em sẽ chốt đơn và đọc màu cho mọi người ha. Đọc màu và có nón không nón ha. Em sẽ chốt kỳ càng cho mọi người nha. Nên là mọi người cứ nhớ mình mua gì là được nha. Còn mà người đẹp nào mua nhiều quá thì người đẹp nào mua nhiều quá thì em sẽ đọc kỳ càng ha. Còn nhớ ráng nhớ giùm em nha. Rồi. Thoa gì nè. Anh gì ơi, anh mà mua là mua thiệt nha, đừng mua xạo nè. Rồi 68 còn trắng và đen nữa nha. Chị đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. 68 trắng đen nha. Tục tây lấy trắng thì ở đây đen kìa. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nha mọi người nha. Ok cái đen. Cái này có phải chạy biên không? Cái này dành nhau không? Trời ơi xong đấy này. Cái này dành nhau quá trời này. Giờ cãi nhau này. Dành nhau này. Cái này còn này mọi người. Trời ơi mặc. Ok à chị gì chế xuống trên không? Chị gì chế xuống trên không? Lấy cái màu trắng cho chị coi. Mua nhà. Mua chiếc. Ôi cái này còn này mọi người. Mà 69 đợi xí chị Nguyên. Trời ơi cái này hồi nãy dành nhau này. Mà giật nhau này trời ơi. Ngọc Cun Cun đâu rồi này? Có ở đây không này? Ngọc Cun Cun đâu có ở đây không này? Rồi có bán áo không nha Tuấn. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này comment cho mình. Chị dành nhau mà giờ không có ai này hay giật nhau thì để inbox thử coi này. Dành nhau á. Comment trước comment sau này. Rồi mặt trắng nè Nguyên đâu? Trắng đâu? Cái đó là trắng trơn nha. Còn trắng cái này là trắng trơn, trắng trắng theo á. Có trắng theo hay là trắng trơn? Chế Minh Nguyên gì ơi? Nguyên. Ủa mấy cái này đẹp vậy mà dấu này như này. Ý là cái trắng mà theo với trang kiểu đen như cục tí với lại là chị kia lấy á. Không. Có màu trắng mà. Nguyên Nguyên ơi, màu trắng này chế ơi. Đây này màu trắng này người đẹp.
Nếu mà lấy trắng 68 thì comment giùm em nha. Trời ơi, cái mã 32 này dành nhau quá trời luôn. Rồi, đây nè, chế Nguyên Nguyên đây, Nguyên Nguyên là chị gì, chế xuống trên không? Chụm gương không? À, chị ơi, lấy cái này thì 68 trắng này giùm em nha. Cái này là trắng trơn nha, trắng trơn 68 nha. Trắng trơn 68, còn có đen nữa nha, chứ còn mà trắng có nón này. Đây này, trắng có nón đây, đây, đây nha, đây là 68. Mua một cái không chia sẻ livestream thì 130, còn chia sẻ livestream 1.2. Mua hai cái là 101 một cái nha mọi người nhé. Nên mọi người ai mà mua một cái, mọi người tranh thủ mua hai cái đi, được giảm nhá, tại vì em nè bán lại rồi. Dạ rồi. Theo hả? Trắng theo là con nón hả? Thì loại này này, chứ giờ cái loại kia hả? Cái loại kia hết rồi người đẹp. Theo này đi ha. Bán lại rồi chị Minh Anh Trâm ơi. Ơ có lột, có lột. Chị Hoàng Ngân Trình, cô Minh Ngốc mới mua hai cái này nè. Ngày mai các đây đi đơn hai áo chung với chị nha. Hồi này tính inbox cho chị là kêu là gửi hai áo cho chị á ha. Rồi. Trắng theo chạy viên này được không? Cái này cũng đẹp này mà trẻ trung nữa nè. Chưa cái kia là chỉ có màu đen thôi nhá. Cái kia chỉ có màu đen thôi. Rồi lấy cái này, ai lấy cái này thì comment giùm em 69 nhá. Ai lấy cái này thì comment giùm em 69 nha mọi người ơi. Đây. 69 nha mọi người ha. Chị đẹp nào lấy comment giùm em 69 nha. Đó. Cái này á thì có viền nha. Ý là con nón mà có viền nữa. Ồ, cái này đẹp quá. Cái này mà chị nào mà tập thể dục thể thao hay là đi mà đi chơi mà mặc cái quần ống ôm á, mặc cái này vô này quá đẹp luôn. Rồi, chị đẹp nào lấy 69 này thì comment giùm em nha. Mã 69 nha. Giá là 130, chia sẻ livestream còn 120 và mua hai cái thì chỉ có 101 nữa thôi nha mọi người nha. Trời ơi. Ok ha. Ok, số điện thoại giùm Thảo nha. À, nói nè. Ngày mai như chị Thương có về đó, ngày mai chị Thương hình như có qua lấy đồ cho chị Hoài. Nếu mà được á thì em gửi cho chị Thương đưa về nhé. Rồi có gì chị lên nha, chị Thương lấy giùm em nha, tại vì chị Thương về đám cưới Trịnh á nha. Nguyên Nguyên nè. Nguyên Nguyên mà chị đứa tên này. Lành. Nha, chị Lành nha. Ok cô, cho đỡ tốn phí nha. May mà chị Thương về cho đỡ tốn phí nha, chứ giờ em không có ai về xé ha. Ok ha. Rồi. Người đẹp nào lấy mẫu này comment giùm em. Là mã 70 này. Cái nào đẹp hết cho trời. Chưa hết mẫu nữa mọi người ơi. Mã 70 nhá. Mã 70 ai lấy mẫu này thì comment giùm em nha. Hàng theo nha mọi người ha. Mua một cái là giá 130, chia sẻ ra chim còn 120 nha. Hai cái là giá 101 một cái thôi. Nên mà chị nào đã mua một cái rồi á thì mọi người cứ ráng thêm một cái nha. 120 thôi, chia sẻ bài đi. Chia sẻ bài đi là 120 này. Rồi. Rồi chấm 2 ok nha. Em ở Sài Gòn nha. Mua thêm một cái. Rồi ok chế hệ trương nha. Cảm ơn người đẹp nha. Cảm ơn người đẹp. Nào chơi về nói em nha. Mấy giờ rồi mà đi ngủ rồi nhở? Mấy giờ rồi? Mấy? Bây giờ mấy hả? Cho Bình Hoan đi ngủ. Bình Hoan chưa tắm nè. Tội. Rồi. Chị đẹp nào lấy comment giùm em mã 69 nha. Rồi ok Nguyên Nguyên nha. Ok Nguyên Nguyên nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em 69 nha. Em ở Sài Gòn nha mấy chị ơi. Màu đen này, màu tím này, màu xanh đen này, nhiều màu quá. Màu hết nữa. Rồi. Tình ngủ hết cho mọi người nè. Rồi. Chia sẻ đôi hả? Đôi mà 70 nha. Mà 70 chị đẹp nào lấy. Mà 70 không? Hay hả? 70 màu đen theo nha mọi người ơi. Đen theo nha. Màu đen theo nha mọi người nha. Mà 70. Cái này là chị đẹp nào lấy comment giùm em. Mua thêm một cái nữa đi, giá có 1 nữa thôi. Bớt đi được 20 ngàn nữa. Nguyên Nguyên trả giá mày. Địa chị ở đâu vậy? Quá sốc mua được không? Ôi, đôi sẽ quế này có nhớ nữa không? Nhưng mà chuyển nhà rồi nhá. Nhưng cũng gần đó thôi. Gần đó nhưng mà vô hẻm á. Địa chị là 149/83 Trịnh Đình Trọng. 81 hả? Ờ 81 Trịnh Đình Trọng. Rồi chị đem nào lấy comment giùm em là mã 70. Mã 70 nha. Rồi mã 70 nè. Rồi Bà Nguyên, Bà Lan mua thêm một cái nữa được 101 nè. Rất về là có người gửi là khỏi tốn ship nè. Nha, khỏi tốn ship. Ok nha, đừng sẽ quên nha. Nếu mà cần số điện thoại thì nói em nha, em ở nhà cả ngày à. Không có đen viền cổ. Không có đen viền cổ đâu. Hả? Có đá chứ. Không có đen viền cổ đâu. Đen này đẹp này, đen theo với lại đen trơn thôi. Chúng đen viền cổ đâu. Không, nhưng mà cho người yêu à.
không có leo khoác cho người yêu đâu. Mai mốt mà lờ em có bán sơ mi nam với áo áo thun nam á, bao đẹp luôn. Nhưng mà không biết là mấy chị à, có gì chạy qua. Ừ, nhưng mà lừa trên like cho nó sướng nè, chạy qua rồi lượm hết màu này. Không, không có áo khoác nam đâu. Trời ơi, màu xám trơn nè mọi người ơi. Xám này đẹp nè. Rồi, chị đẹp nào lấy áo này thì comment giùm em nha. Mà 71 nè. Mà 71 màu này nha. Đó, 71 màu này nha mấy chị đẹp nha. À, chị nào mà mua một cái rồi thì cứ mua thêm một cái nữa nha. Qua shop hay chỗ nào cũng vậy. Đó, em bán là 101 là đi đâu nữa, nói thiệt luôn, rẻ nha. Chứ lần trước em bán, năm trước đó, em bán là 180, 150 lần á. Còn lần này rẻ hơn nha, với lại bán tri ân kiếm khách này. Rồi, chị đẹp nào, mọi người nhớ gửi lời kết bạn Facebook Phương Thảo nha mọi người nha. Chị nào lấy màu này comment cho em 71 nha, màu xám nè, 71 nè. Ai mới mua cái mua nữa nha, hoặc là cần màu gì thì em kiếm cho luôn nè. Chưa đợi không biết khi nào đâu nha, nhiều lắm ha. Chị nào lấy 71 comment giùm em nha. 71 comment giùm em nha mọi người ha. Ai mua được không? Ai mua được không? Đẹp nhưng vẫn không thích màu hả? Họ không thích màu hả? Trời ơi, cái màu xanh đó hết màu rồi đó. Cái màu xanh đó là hết rồi đó. Nhiều màu lắm. Rồi màu tím chạy viền nha. Màu tím chạy viền trơn đấy mọi người ơi. Rồi mà 72 nha. Mà 72 chế nào thích màu gì thì cứ comment giùm em nha. Ai mà muốn qua nhà em thì cứ qua nha, em ở nhà cả ngày nha. Rồi mà 72 nha. Mà 72 màu này, chị nào lấy màu này thì comment giùm em 72 này nha mọi người nha. 72, cái này là màu tím nha. Cái này là màu tím chạy viền nha mọi người ha. Mà 72 ha. Cái đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. 72 chạy viền ha. Xong đi. Nhà em ở đâu hả? Nhà em ở nhà em. 73 này mọi người ơi. Mà 73 nhá. Chứ đẹp nào lấy thì comment giùm em ha. Mọi người đi ngủ hết rồi. Ai mua được không? Rồi 73 nhá, từ 40 kg cho tới là 55 kg là mặc ok đẹp ha. Sao? À, 73. Rồi mà 73 nhá. Trời ai người coi đây mà coi này. Rồi rui sẽ quên rồi coi chọn trên này luôn nè. Rui sẽ quên nè, chọn rồi xong qua lấy nè, rui sẽ quên nè. Nói chung á, chất thì yên tâm đi. Nói chung là chế mấy chế có thể kiểm tra hàng trước cũng được nhá. Nói chung là em bao cho mọi người có thể kiểm tra hàng ha. À, đó, chị nào muốn kiểm tra hàng kiểm tra hàng, còn chị nào mà đã mua hàng bên em thì yên tâm nha. Trường Thoa mua xạo này. Cũng xá lắm trai mà mua. Mà 73 nha, màu xanh này chị đẹp nào lấy comment cho em 73 nha. Chứ giờ lái màu gì mà mọi người cũng ưng hết này. Hả? 73 mon thông tin người đẹp ơi. Mon thông tin nha, mon đã mua một cái rồi, mon mua thêm một cái nữa cho giá nó rẻ hơn nha. 73 mon ha. Có hàng đi kìa. Rồi mà 74 nha. Ôi cái này đẹp quá. Theo đi. Đây, đó. Giá có 101 thôi đó. Rồi 74 nha. Ok nha. Ok nha. Ok chị Momo. Mọi người nhớ inbox địa chỉ giùm em nha, khách mới ha. Rồi, đây này. Em mua cho em một cái này không thấy. Rồi, mà chị nào lấy mẫu này comment cho em 74 này. Mon mua thêm một cái nữa ha. Nó được sale luôn này ha. Nguyên này, Nguyên này, Mon gì đó. Nguyên Mon đấy, hoặc là chị nào hồi nãy mới có một cái đó thì mọi người cứ mua thêm một cái nữa đi cho nó rẻ nha. Nhưng mà lâu lâu mới có một cái như vậy thôi ha. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment cho em là mã 74 nha. Mã 74 nha. Còn có Gucci màu đen nữa nha mọi người ha. Không có viền cổ đen nhưng mà nó chỉ có viền tay màu đen thôi mọi người ha. Chị đừng có đụng như áo. Có kinh nghiệm rồi đó. Rồi mà 74 nha. Đây à, có ship hàng xa không? Có nha, ship toàn quốc nha. Ai nhận hàng là lấy. Ông cái này đẹp quá mọi người ơi. 74 Kim Trung Phạm này. Kim Trung Phạm. Rồi. Rồi đây mọi người này. Rất là đẹp không? Rồi chị nào lấy mẫu này comment cho em 75 nha. Cái Gucci nha. Tầng 6 này. Tầng 6 này như vậy nha mọi người nha.
đằng sau là như vậy ha. Rồi con nón nhá, con nón nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mua hai cái đi, chị nào mới mua một cái, mọi người mua hai cái thì giá chỉ có 101 một cái thôi nhá. Đó, không bao giờ đi mua. Cái này là bombo mà có hai lớp nha mọi người nha, bombo có hai lớp. Vải này á thì mặc bao mát nhá. Cái này thì mọi người lúc trước mà có shop bán tới 300 mấy lần nha. Cái này mà đi ra shop mọi người mua giá em đảm bảo luôn, không bao giờ có giá 101 nếu mà mình mua hai cái ha. 101 một cái ha. Rồi chị nào lấy mẫu này cầm bao nhiêu em? 75 nha. Gucci nhá. Gucci đen có túi, à quên lộn, con nón nha mọi người ha. Còn áo nào bên em cũng có túi hết nha. Ai mà đừng tiền đừng bạc gì tắm nha. Rồi mà 75 nha. Sao không giống chị? Ừ, áo của chị mặc là chị mặc có cái hôm 1m65 mặc ok nhá. 1m65 1m7 là không được đâu. 1m7 thôi nha. Chị nào 1m7 thì mặc không được nhá. Còn 1m65 đổ xuống là ok nha. Hàng ngân trần nha, mà đặc biệt bằng áo mà con nón á, áo con nón là ok hơn. Form này là form dài, form này là form bình thường chứ không phải là form ngắn giống như lúc trước em like nha chị Hoàng Ngân Trần nha. Nha chị ha. Kiếm mấy cái con nón mà đi đường xa đó. Chị Thơm, kiếm mấy cái con nón mà đi đường xa. Rồi màu tím chạy viền nha, Adidas nha. Màu tím Adidas nè. Rồi chị đẹp nào lấy màu này comment giùm em. Chế ơi, thấy không? Cái form này là form bình thường nhá. Cái này form bình thường chứ không phải là form ngắn nhá. Nên là 1m65 đủ cũng ok, còn 1m7 á thì hơi ngắn nhá. 1m7 á thì mọi người mặc theo kiểu kiểu ha. Rồi chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment giùm em là mã 76 này. Mã 76 này sẽ có màu, đúng là màu 76 này sẽ có trắng ha. Adidas này sẽ có trắng và tím em đang mặc nha mọi người nhá. Đó. Chị nào lấy mẫu này thì comment giùm em nha, có hai màu lận nha. Màu tím và màu trắng nha mọi người ha. Đó. Chế nào lấy Adidas màu tím này thì comment giùm em nha. Có màu trắng nữa nha mọi người ha. Chị nào thích mặc màu trắng nữa nha. Không có cái nào đen như vậy hả chị? Không nha. À, đen mà chạy viền như vậy hả? Cô? Không có đâu. Chế lấy cái mấy cái màu mà con nón mang cho đi nắng. Còn mấy cái này thì mang kiểu nè. À, đưa cái màu vàng bớ lên hả? Chế lấy màu vàng bớ, hai cái. Rồi vàng bơ nha mọi người ha. Màu đen không? Màu đen mà có viền như vậy không có đâu. Màu đen viền. Màu đen là thêu thôi. Màu đen là thêu thôi, bị nhiều thôi. Rồi mà 76 nha. Mà 76 màu vàng bơ ha. Vàng bơ màu 76 màu này nha. Chị đẹp nào lấy màu này comment giùm em nè. Đó, vàng bơ thêu nha mọi người nha. 130 là một cái. Chị nào có chia sẻ livestream giùm em á. Có thể chia sẻ nhiều. Chị nào chia sẻ livestream giùm em thì giá chỉ có 120 một em thôi. Nếu mà mọi người mua hai cái thì giá được giảm xuống là còn có 101 một cái nhá. Nếu mà chị nào có hai cái á, ai mà mua được một cái thì mọi người cứ mua thêm một cái để cho nó rẻ tiền ha. 101 một cái đi đâu không có đâu ha. Rồi mà 76 này, màu vàng bơ thêu chim nha. Màu vàng bơ thêu nha mọi người ha. Chế đẹp nào lấy thì comment giùm em nha. Rồi mọi người có mua được không ạ? Chào mọi người nhờ. Có chị đẹp nào mua được không? Có chị đẹp nào có cần cái nào được không? Rồi em nghĩ nhá. Nghỉ và giữ gìn sức khỏe mà ngủ thôi chứ không để bẩn nữa đâu. Bẩn không ai like đâu. Bẩn là đói. Đói. Rồi có chị nào mua được không ha? Nếu mà mình không ai mua nữa thì em nghỉ nha mọi người nhé. Sau này em có ngày mai em có live lên. Cho nên chị nào mà khách cũ thì không nói, nhưng mà chị nào khách mới á, mọi người nhớ gọi là hả? Mọi người nhớ gọi. Đứng mỏi chân quá. Mọi người nhớ gọi là mời kết bạn Facebook Phương Thảo nha. Chưa công còn đồ công điểm chung trời chí cái chí comment chí chào Lê này. Lê Trang mà lấy trước chị đó là comment trước là được rồi. Chị nào á, nói chung là chị nào mà muốn mua áo len là ngày mai có len nhá. Áo len này bao đẹp luôn, chưa bao giờ ra màu đó. Áo len chưa phô màu này ha, lấy hàng lâu rồi nhưng bữa đó bị bệnh cho nên là chưa có like được nha. Nên chị nào mà muốn mua áo len á thì mọi người ngày mai ha. Còn chị nào muốn đặt áo khoác nữa thì mọi người cứ chụp màn hình lại, em sẽ để like cho mọi người chụp màn hình lại muốn coi kỹ hơn ha, thì mọi người cứ đặt nha. Nghỉ cho mọi người, nghỉ nhá, mai còn đi làm nữa, người ta còn đi làm nữa. Rồi bye bye mọi người nhá, chúc mọi người ngủ ngon. Nói áo khoác á, nếu mà chị nào mà mua trên like thì giá nó sẽ rẻ hơn nha. Đó, mua trên like thì giá rẻ hơn ha. Nếu mà mua hai cái giá 101 một cái một em như vậy không bao giờ có nè. Nha, like đi em thôi. Bánh lái này giờ mà bóng được cái gì đâu. Lái cái này giờ bóng được cái nào luôn thôi chứ. Rồi nghỉ nha, bây giờ cầm lên cho coi được không? Bây giờ mệt quá. Cái nào mặc nó còn đẹp hết á. Bây giờ Thảo cầm lên cho chị coi được không? Chứ cái nào mặc nó còn đẹp hết á. Mà nào nhớ nha, mua trên like, chia sẻ like thì giá khác nha. Nên mọi người tranh thủ đi nha. Em nó bán á.
Em á là bán á là theo kiểu mà lần đầu tiên em bán lên nít này, em bán quen rồi nhưng mà em bán lên nít này á cho nên em phải làm sao cho nó rẻ ha. Kim Trung Phan. Ok nè. Vậy một Kim Trung Phan 76 màu thảo mặc à. Đúng ta? Nhờ. Đúng rồi. Ok nha, màu đỏ thảo mặc nha. Lấy đi, mua trên like đi. Tao nói inbox là giá khác nhưng mà coi này. Còn cái bà rui xì quên này, tao nói chọn là trên like đi. Rồi qua lấy nha, em nói chọn trên like qua lấy này tại vì mình có chia sẻ bài á ha. Nha. Rồi mua mà tao nói mua lại là em để giá khác nha. Tại vì không có giá rẻ nào hơn được đâu, 130 là rẻ rồi đó. Mà giờ xuống 101 nữa là mọi người biết là em bán rồi đó ha. Rồi, dơ màu nha. Tôi gài nút lại cho em dơ màu giùm em bút. Chứ là gài lại cho dễ dơ. Dơ màu nha. À màu vàng á. Ồ ok, xin lỗi. Tôi bị thần kính á. Ok, màu vàng có chim ứng. Sao bên kia thầy? Không có phải, màu vàng bên kia, màu vàng thiếu. Ok, kì chim Kim Trung Phan nha. Ok chị nha, màu vàng chim ứng. Đúng rồi đó. Ok chị ha. Gài nút đi, khó khăn. Rồi em dơ lên nha. Chị gài cái nào cho em mượn hết. Ờ chị lấy cái nào á, chị lấy cái đó hả? Ờ gài đi bén thôi. Rồi bây giờ em dơ màu lên nha. Khi nào khó mặc quá thì để mặc cho nha. Chứ giờ người mẫu mệt quá. Vừa nói vừa mặc mệt quá. Rồi màu đen này, có nón màu đen nha. Đó, mà 78 này. Mà 78 mẫu này ha. Màu 78 mẫu này, chị đẹp nào lấy mẫu này thì comment giùm em nha. Cái này là màu có nón nha mọi người ha. Rồi, một cái là 130, chia sẻ là chim 120 và mua hai cái là 101 một cái thôi nha. 101 một cái nếu mà mua hai cái nha mọi người ha. Nên ai mà chưa mua thì mọi người tranh thủ mọi người mua đi ha. Rẻ ha. Rồi màu tím hai viền nha. Màu tím viền hai bên nha mọi người ha. Rồi chị đem nào lấy mẫu này thì comment giùm em mã 79 nha. Mã 79 màu viền tím ha. Nếu mà muốn mặc mẫu nào thì em mặc thử cho mọi người ha. Đó. 79 này. Rồi màu xanh đen theo nha. Xanh đen theo chim nha mọi người nha, mã 80 nha, mã 80 ha. 80. Rồi vàng gu xì. Vàng gu xì nha mọi người ha. Đây màu vàng gu xì nha. Vàng gu xì ha, mã 81 này. 81 nhé, ai coi được. Có ai coi được không? 81. Ô cái này đâu xuất hiện vậy? Đây ha. 82 nha, 82 xanh đen trơn này, 82 xanh. Phải đảo quá hả? Phải mát ha chứ ha. Mốt cái để hiểu ha. Rồi, mà 82 nha. 82, vậy hai lớp vậy. Không ai coi đừng ai coi nhìn mọi người ơi. 82 nha. 82 này. Rồi. 83 nha. 83 nha mọi người ha. 83 mẫu này nè. Chị Trang ơi, chứ chọn cái nào đi ha. Rẻ lắm nha, 120 cái nên chia sẻ like là được ha. Rồi. 83 rồi. Hả? Mới đọc xong là 83 rồi nha mọi người ơi. 83. Rồi, 84 này. Có màu đeo được kìa. 84 chị đem nào lấy comment giùm em nha. 84 nha. 84 này. Đây. Rồi màu đen nha, 85 nha mọi người ha. Đây. Mã 85 nha, theo 85 ha. Rồi 86 này mọi người ơi, em rút phút. Rồi 86 nha, 86. Khô miệng luôn, khô miệng luôn. 86 nha. Rồi màu xám này. 87 này. Mua hai cái giá có 101 một cái thôi nha. 87 nha mọi người nha. Ai muốn mặc màu nào thì cứ comment giùm em liền nha. Cứ comment liền giùm em nha chứ giờ comment lát được comment em lộn hết mọi người nha. Rồi 87 nha. Rồi 88 này, chia sẻ livestream giá 120 một áo thôi ha. Rồi. 82 nha, 82. À cô lộn. 88, 88 nha. Em chỉ lấy màu trắng không có nón em xem lại. Chị lấy cái màu trắng không có nón này em. À cái màu trắng viền á. Áo viền á. Không có nón đây bà, cứ mặc cho bà luôn. Áo khoác nam không phải không? Ê Vũ Trân Hiếu à. À. Chưa đâu, chưa có người lấy đâu. Đây nè kìa. Đó đó. Cái này bà ơi. Có hai ở đây này, đây nè, đây. Không có khoác nam đâu chị Chi ơi. Có này chị Chi. Chị Chi người yêu à. Mai mốt có sơ mi nam ai mua không? Sơ mi nam áo thun nam ai mua không? Thấy có mối nè. Mới kiếm được mối nè. Đây. Trời ơi cái này nha thật luôn. Cái này á hồi nãy á một chục người comment á mà mấy ông này không tính không kiếm được nè. Cái này thật sự luôn nha. Cái viền trắng hồi nãy là cả chục người comment cứ hỏi em có 32, em có 32 không á. Mà giật nhau đây, khách của em bỏ luôn đây. Bỏ nhau luôn đây. Rồi lấy cái này thì comment giùm em nha. Lấy cái này thì comment giùm em nha.
không mà hai lớp bà ơi, bà kiểm tra hàng này muốn chắc chắn là mua nha, mà chắc chắn mua nhận hàng đẹp nha. Này hai lớp nha, vải hai lớp nha, bên ngoài là lớp dù mát nha, bên ngoài là lớp dù mát, còn bên trong là một lớp vải nha, để mà giống như là chống nắng á ha, chống nắng với lại chống, và mặc cái vải này thì không sợ bị cái mặc cái màu này thì không sợ bị gì ta, kế bằng gì nhờ. Rồi bà ơi, size này size nhỏ đây, size này 3 mấy ký 4 mấy ký. Rồi chốt không, Hương Nguyễn lấy ha, ai lấy trước đây, Hương Nguyễn lấy trước cho Hương Nguyễn này, dành từ là chết á. Ờ Hương Nguyễn lấy, ok Hương Nguyễn, cái đó hồi này nhiều người dành quá trời dành luôn á. Chốt cho Hương Lê rồi. Bà ơi là bà cứ chần chừ miết á. Chốt cho Hương Lê rồi, chọn cái khác đi. Giờ chốt cho người ta rồi, cứ chần chừ miết rồi người ta lấy thì sao. Cái này hồi này là nhiều người dành lắm luôn á. Có trắng khác lấy không? Trắng theo lấy không? Hương Lê lấy cái viền đó phải không? Bây giờ chị Lê Trang, Trang Lê sau rồi nè. Giờ sao đây, chốt rồi. Trong viền à, Hương Lê lấy mất tiêu rồi. Giờ rắn. Giờ sao? Lấy cái này đi, không thì lấy cái viền tím đi, không thì lấy cái xanh xanh gì đi, chứ giờ người ta lấy rồi, chị cái nào chị hỏi á, rồi rồi người ta chốt mất. Còn hàng bên em á thì chị hồi nãy chị nghe khách em nói rồi đó, nói chung là mua hàng bên em thì chị cứ yên tâm thôi, nói chung là chị cứ yên tâm và yên tâm thôi, chứ không cần phải hỏi han về chất đâu. Chúng mà em bán không phải là lần đầu đâu, em bán từ năm ngoái giờ nha. Bữa chị mua áo sơ mi đen em đó còn chắc không á này. Chắc là không rồi, đến lẻ chắc là biết không, dừng hàng lâu. Trời ơi, em đang sợ đến chặn mà mấy chị đơn mà có đơn á, sợ mấy chị không có nhớ nữa chứ đến lẻ. Ừ, màu trắng viền Hương Nguyễn, chốt cho Hương Nguyễn rồi chứ Trang là sâu rồi đó. Không em màu trắng viền, không em màu trắng viền là lấy màu trắng viền đó. Chị lấy màu trắng viền phải không nhờ? Ý là chị lấy màu trắng viền đúng không? Đúng rồi, em lấy đó. Chị Hề Nguyễn lấy màu trắng viền đúng không? Chế Nguyễn Thanh ơi, chọn khác nhờ, chọn khác lại, giờ chắc không giữ, chắc không còn nữa đâu. Không mua khoác hả? Áo khoác này mua 2 cái, có 141 một cái thôi nha mọi người nha. Chẳng là nè, tím này, có tím có rêu nha. Có tím, được ok, lấy đó, chị đã lấy. Mà chị kia sau rồi, chị kia sau cho nên hết rồi. Vì cái đó mà cãi nhau mất khách luôn nữa. Khách VIP á. Khách VIP mất khách luôn. Cái này chưa mới vào quá chủ mấy người ta chắc cũng kịp nữa, còn kia được cho ta coi like rồi. Có ai hỏi gì nữa không, ai hỏi mua gì nữa không, mấy chị có mua gì nữa em like luôn nè, chứ giờ khoản cổ quá, đây là nhiều màu lắm, bây giờ ai thích con nó nên màu gì nha, chứ giờ ngồi mà mặc lại nữa không biết bao nhiêu nữa ha. Cái này á, mấy chị mà mua trên like á thì chia sẻ live stream giá thì có 120 một áo nữa thôi, còn nếu mà mấy chị mà mua mà giống như kiểu mà mua 2 cái á. Ờ đúng rồi, ok Hương Nguyễn 2 cái ha. À nhớ inbox thì chị giùm em nha mấy chị nhé. Vì em chốt hàng chưa có nhân viên á, em chốt hàng hơi bị lâu quá, họ ít quá. Nên là mấy chị cho em địa chỉ trước ha. Mọi người inbox địa chỉ trước giùm em ha. Rồi nếu mà ai không ai hỏi gì nữa thôi, nếu mà mấy chị ở đây không ai mua gì nữa thì thôi ha. Thì mình nghỉ cho mọi người nha. À rồi có gì ngày mai em sẽ đi đơn hết nha, cũng như đơn cũ giữ ở đây cũng như là đơn mới nha mọi người ha. Đơn cũ đơn mới nha. Chị nào muốn mua nữa thì em like, còn mà ok Hương Nguyễn nha, còn chị nào mà không mua được, không ai mua được thì em nghỉ nha mọi người nha, vì lý do là em bán đồ rẻ với lại mới mở màn chia sẻ là chim tê le lưa. À, màu này còn màu khác phải không ta? Ồ ok Hương Nguyễn nha, chia sẻ live stream thì em sẽ bán giá 140 một cái. À, màu tím, à đây là Lê Trang, Trang Lê ơi, màu tím này nè, có cái màu trắng hồi này có viền hai viền đó, là có màu tím rồi, chị có lấy không? Cái màu Adidas mà chị chồng cầm bên sau đó là chị có lấy không? Cái viền này có cái màu khác này, thảo nhớ là có màu khác này, em nhớ là có màu khác đó, màu xanh đó, xanh không? À, đây nè chị Lê Trang, Trang Lê, Lê Trang, Trang Lê ơi, đây là màu tím đây nè ha, đây nè, cái này có viền này có màu tím nhá, cái màu trắng thì cái Adidas này thì có màu tím nữa nha. Còn cái viền tím này hả? Cái viền tím mà về là hết rồi hả? Về là hết rồi đó, người ta lấy rồi đó. Người ta lấy rồi đó, hết rồi ha. Rồi có hỏi gì không? Bây giờ á là cái viền tím đó, cái viền tím này á thì có một cái màu tím này thôi, mà cái viền trắng hồi nãy á, viền trắng Adidas á, cái Adidas này bao xịn nè, với lại cái form nhỏ ha. Cho nên chị Trang mà có mua thì mua comment luôn bây giờ nè anh. Còn áp dụng nha.
Này cứ nếu mà mua cái này á thì comment hoặc cũng mặc thử thì em mặc thử cho nha. Y chang á, y chang luôn. Form này thì 30kg là mặc ok. Áo thì hai lớp. Nói thông báo luôn, gọi hỏi này để mấy đứa có ưng á thì chốt luôn nè. Áo hai lớp vải thì yên tâm rồi đó. Nói chung là chất bên em á thì nói chung không phải là theo kiểu hàng hiệu nhưng mà nó là hàng hàng xịn nhá, mặc bền ha chị ha. Rồi nếu mà ai lên không á, không nói thì thôi em nghỉ nha mọi người nhé. Tại vì cũng khuya rồi để ngủ nha mọi người ơi. Soạn dọn dẹp mà ngủ ha. Rồi, bye bye mọi người nha. Chị nào muốn mua lên thì ngày mai mọi người ghé em nha. Màu đỏ không thích à? Màu thích màu trắng đi. Không thích màu chỉ nữa, hết rồi. Hết viền rồi. Không thích viền tím mà thì thua rồi. Hình như nó có viền. Có lấy khóa xám không? Còn màu xám nè, màu xanh ngọc nè, màu đỏ nè. Có nón mà. Ừ. Thích cái nha, hai cái mà muốn viền. Ừ. Tại bà hỏi chắc kèo quá bà mua nên tin tưởng đi ha. Rồi nghỉ nha mọi người ha. Tại vì hôm nay là chia sẻ quên xéo hàng quá đây. Rồi nghỉ nha mọi người nhé. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chị nào có vấn đề gì thì cứ inbox em trả lời nha mọi người nhé. Rồi bye bye mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chị nào muốn mua hàng thêm hoặc là khách mới thì gửi lời một kết bạn với em ha. Với lại là mọi người ngày mai tôi mua lên nha mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye, cảm ơn mấy chị đẹp nha. Bye bye mọi người nha.